Ba sáu cộng đi. Rồi hết sáu rồi. Rồi lấy một comment một người nghe mã một. Mã này nhiều quá. Rồi mã một chị Lương Điệp mã một. Ok Lương Điệp có mã một. Rồi mấy chị ơi, cái này 70 kg nó lại vừa mấy chị. Ui cái này đẹp quá luôn. Rồi mã số 7. Mã 7 giùm em nè, chị nào lấy 7 chút 7 người nghe. Wow. Lê Lửng ơi, Lê Lửng. Ồ Lê Lửng đó cũng đó. Rồi mã 7 giùm em mấy chị ơi. 35.000 chị Nguyễn Quang ơi, 35.000. Rồi chị nào lấy cái mã 7 chút mã 7 giùm em nè. 7 mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi ok nè, bảy chị Nguyễn Kiều mình nhận hàng rồi, hàng đẹp lắm, cảm ơn chị Na Lê. Mã sáu chị Nguyễn Si, mã sáu còn không? Hết hết sáu nghe chị Dây ơi. Rồi mã bảy là chị Quỳnh Thị Ánh Kiều, mã bảy chị Mai Trần, mã bảy chị Quang Nguyễn, mã bảy chị Long Văn cho số hỏi em chị Long Văn ơi. Rồi chị nào lấy mã bảy chút mã bảy giùm em nha, có 35.000 áo mà chị ơi. Bảy chị Nguyễn Minh Hiếu, ok chị Minh Hiếu bảy nè. Rồi chị nào lấy 7 chút 7 người nha. 7 chị Quanh Mũi 7 nè. 7 chị Quanh Mũi 7 nè. Gỡ luôn hỏi gọi ok cho Thảo Linh. Rồi cùng vàng lấy 7 chút 7 người nha. Có 35.000 áo nha. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này là cái nó phối hoa đẹp cực kỳ. 7 chị Quỳnh Nhu. Ok chị Quỳnh Nhu có 7 nè. Rồi ai lấy chốt người nha. Ok chị Nguyễn Kiều bên em bỏ rồi. Bảy chị Quỳnh Quỳnh, mấy chị ơi chốt hàng được hai bằng hai cái giùm em nha, bên em đi hàng được hai cái nha. Bảy chị Quỳnh Quỳnh, rồi ai lấy 7 chút 7 người nha, 7 giùm em nè. Bảy mấy chị ơi quá đẹp luôn. À chị Lâm Quang là chị Bùi Thành nha bay, chị Lâm Quang là Bùi Thành đó. Bấm nhau đi chạy nha. Rồi bấm thôi rồi. Không Long Quân bận được nha Long Quân ơi, Long Quân bận được. Ôi ôi cái này lên chắc dành dữ lắm rồi mấy cha ơi. Ôi ôi mấy chị mã 8 giùm em. Rồi ai lấy mèo mã bảy Quỳnh Thế Kỳ bó gọi mèo mấy chị ơi. Rồi ai lấy mèo chút mèo nè, mèo mấy chị ơi, mèo 35.000. Mã 7 45 kg hơn gọng Thế An ơi, chút xíu lên xa mã khác nha. An 45 kg nặng mã 4 với lại mã 1 rồi kia nha An ơi. Tôi cho con cái mã 1 cho mẹ. Rồi ok nè, mèo 2 cái chị Quay Thê. Ok chị Phụng nè. Ok chị Quang Hủy nè. Ok chị Phẩm Hạnh có mèo nè. Rồi chị em cũng có rồi luôn nha. Rồi cục vàng đâu có mấy ký đâu, 6-7 ký vừa nha chị Nguyễn Quang nha. Bên chị cũng có rồi. Đâu rồi rồi ok nè, 8 là meo á nha chị Nguyễn Minh Hiếu nè. Rồi chị nào bốn mấy ký lấy cái mã 1 đi meo chị Dương Sinh Tiền meo nè. Ủa mấy chị ơi meo quá đẹp rồi. Mã 1 65 ký vừa. Rồi mã 4 cho Phạm Giàu nè, mã 4 là cái bộ cái màu cam cái gì á. Mã 4 ở này nè. Ai ý là Phạm Giàu lấy cái màu cam. Bò. À bò đó. Mã 4 là bò. Beo chị Quỳnh Quỳnh beo. Mã 7 hết mã 7 rồi, mã 7 còn không? Mã 7 70 ký vừa mà hết rồi. Ok, beo chị Dương cái tiền cái beo nè. Cái đó mã 7 cái gì á không nha. Cái beo bỏ đó, nó cái tay nó. Đây đây. Mã 7 là cái này nè. Ờ rồi đây 7 nè. Ơi 7 còn cái nè. Hai cái beo, hai cái. Ai mua 7 cái ta? Ai mua cái beo luôn được em coi. Chết bà, ai mua 7 nãy nhiều lắm ta. Chị ơi tiếp mai chặn cho cái 7 nè. Nghe 7 nữa nè. Nghe cái này beo được không? Chị Quỳnh Ánh Kiều mới có 7 chưa nè. Rồi beo chị tiếp nhung mấy chị ơi. Chị nào mà chưa có cái 7 mấy chị. Dùa beo đi mà. Dùa hết trơn nghe mặt nhớ ơi. Dùa. Dùa. Dùa hết trơn nghe mấy chị. Mã 7 em còn nghe. Hai cái mã 7 rồi. Đây hai cái mã 7 nè. Mã 7 nè. Rồi chị nào lấy 7 chứ 7 giùm em ngồi nha, 7 giùm em nè. Ok beo chị Thanh Thanh beo nè. Rồi ok Thanh Thanh có beo. Rồi ở đây mã 7 chứ mã 7 ngồi nha. Cho mã 7 vô đi. Mã 7 ha, đây nè. 7 nè. 7 nè. Rồi cái mã 1 ai mang 1 comment 1 nha. À 72 chứ không vừa. Mã 1 67 ký vừa nghe chị Oanh nha. Ừ. Cái mã nào 52 ký 2 cái ha, ok. Beo cho chị Đào Kim Hưởng có beo nè. Ok là Kim Phượng có beo nè. Rồi mấy chị đẹp không? 7 nè, 7 nè. Đây nè, 7 nè. Rồi 7 còn một đống 7 nè mấy chị ơi. Còn. Beo đi beo ra.
30 ký dừa, áo đỏ treo trên 115 ngàn, mã 7 chi đào kim mượn 37 à. Rồi chị nào lấy beo, chiếc beo mọi người ơi, 35 ngàn đồng beo giùm em. Ồ mấy chị beo đẹp quá. Mã 1 là Kim Anh, mã 1 ok Kim Anh này, mã 1 nè. Mã 7 57 ký dừa không em? Dạ dừa. Nãy mã 5 ok giờ phải khuyến đông nghe, bây giờ bà lấy gì bà đổi hồi em chiều thì có thì tụi em đổi nha, chứ gì này hết pin đường đổi ngay cục vàng ơi. Ok giờ may chằng rồi, chị nào chốt liền giùm em mọi người nha, mã này còn em mấy chị mã beo. Rồi chị Nguyễn Quang một cái mã 1 ok, mã 7 với Kim Anh chưa, mã mấy mã 1 thì mã 1 đẹp quá mọi người nha. Rồi bây giờ mình qua mẫu nha. Ồ cái này đẹp chứ lắm nè chị. Cái này chiếc rồi quá trời dành luôn, chiếc rồi hình như có 2-3 cái nè. Rồi lấy cái này cầm lên mã nhũ giùm em. Trời ơi cái nhũ đẹp, cái nhũ dặn luôn. Cái nhũ này đẹp dữ lắm mọi người nha. Bạn nào không mua cái nhũ này tí ráng chịu luôn. Cái nhũ này đẹp dữ dặn luôn, bạn bao mát mọi người nha. Mã 8 2 cái, 2 cái beo cho chị Nguyễn Minh Hiếu. Chị Nguyễn Minh Hiếu 2 cái beo. Rồi áo chị Quỳnh Quỳnh ơi, bạn nóng trả lại em. Ok Nguyễn Minh Hiếu nè. À, kiểm tra đơn ok chị Kim Hương Trần, mã 7 chị Kim Anh có rồi, mã 1 60 ký dừa nha. Rồi mấy chị 50 đổ lên 65 67 lại bao dừa trắng có nhũ beo là 8 đấy. Mặt cá tưởng không mấy trăm ngàn không. Mã 7 chị Phạm Hương một cái, mã nhũ cho Long Vân, mã nhũ chị Quỳnh Thói Thói, nhũ chị Dương Kim Tiền nhũ. Rồi ai lấy nhũ chút nhũ trụ mấy chị ơi, cái nhũ này đẹp dữ lắm nha, giải lại pha mấy chị luôn, siêu đẹp nhũ giùm em. 35 ngàn cái nhũ mọi người nha, đó đẹp lắm nhũ chị luôn, đẹp nhũ nè. Ok chị luôn đẹp có nhũ nè, nhũ chị Diễm Hằng nhũ nè. Mã 8 70 ký hết bạn ngon các bạn được nha, nhũ chị Phạm Hằng nhũ nè. Nhũ 70 ký ôm nha, nhũ cho chị Đào Kim Hưởng nhũ nè, nhũ Hồng Lê Cẩm nhũ, nhũ chị Tiếp Nhung hai cái nhũ, thì chị Quay Lê hai cái nhũ, nhũ chị Tiếp Nga nhũ. Mã 7 chị Kim Anh có rồi, mã 7 chị Kim Anh có rồi nha. Rồi mấy chị quá nhũ luôn mấy chị ơi, đẹp quá. Nhũ chị Đà Gót nhũ nè, nè nhũ hai cái mã bộ mã 7 nãy ai chốt đó. Rồi nhũ mới chơi áo khoác đừng điện thoại túi áo khoác tàu ô chị đây, chị đựng mấy cái chị, bà muốn đựng mấy cái em đựng cho. Rồi nhũ 60 ký dưa dừa ok Nguyễn Thị Tuyết An cái nhũ nè, chị Phạm Hương cái nhũ nè, còn có 7 nữa mà còn ra 7 nè. Nhũ chị Hồng Lê cẩm nhũ nè, ok nè. Rồi rồi qua mẫu mọi người nghe mấy chị. Rồi ơi, chị ơi. Rồi ok chị Huệ 8 nè. Trời ơi cái này 70 cái đấu lại nè nghe, cái này bự nha. Thang để tôi ship cho hả. Rồi ok chị Quanh Nội. Rồi nhũ 65 cái dừa mà coi nhũ anh phải coi coi nhũ còn không nghe. Hết nhũ. Hết nhũ nha. Rồi mấy chị em qua mã 9 nè. 70 cái đấu lại dừa mã 9 giùm em nha. À lấy 9 chút 9 giùm em nè. Chị nào 70 cái thì mua mã 9 nè. Mã 9 bự mọi người nha, 70 đó lại vừa mã 9 giùm em. Ba mươi lăm ngàn nha chị Nguyễn nhớ ơi, 35 ngàn. Rồi lấy 9 còn lấy 9 mọi người nha, có 35 ngàn áo rồi nghe, nhận hàng được kiểm tra nè. Rồi 92 cái chị Quay Lê nè. Hấp nhũ rồi mọi người ơi, hấp nhũ rồi. Rồi chị là lấy 9 chút 9 mọi người nghe, 70 cái đấu lại giùm em nè. 70 đấu lại vừa mã 9 giùm em nghe, lấy 9 còn lên 9 mấy chị ơi, mã số 9 giùm em. Trời ơi mấy chị đẹp lắm. Ồ mã 9 này siêu đẹp luôn, mã 9 này là caro nghe. Caro mà cái vải nó đẹp một cái khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Rồi lấy 9 chút 9 giùm em mấy chị gái nha, mã 9 giùm em. Đẹp lắm. Ok đi Nguyễn gọi luôn, khỏi gọi. Mua nhiều quá hết tiền, tại ủa có 35 ngàn cái vàng ơi, có 35 ngàn. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, mã 9 giùm em, quá đẹp mã 9 luôn rồi. Ô cái mã 9 này đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi, mã 9
chín này siêu đẹp. Ơi má này nhiều má nào nhiều rồi ấy nguyên cái đó coi như chị coi. Trời ơi mấy chị ơi, trời ơi tất cái này chắc dành dữ lắm nha. 35.000 cho Nguyễn Thiệp ơi, 35.000. Rồi chị yêu lấy comment thắng mãi mã mừ. Wow quá trời, cái này đẹp dữ rồi, cái này quá đẹp luôn mọi người nha. Chính cho chị Quỳnh thì ánh đều cũng thấy chính nè. 35.000 mấy chị ơi, ủa cái này đẹp dữ lắm nha. Em có hai cái nghe, đúng rồi chứ em có hai cái đó, một còn một cái. Chính cho chị 8.000 cái máy chính nè. Mặt thì con đẹp chứ. Trời ơi, cái này đẹp quá vậy ta. Nó còn co giãn hơn rồi nha. Thích vô người nha. Rồi, chính chị Nguyễn Minh Hiếu chính nè. Rồi, mồi cho chị quay lên hai cái mồi nè. Chị quay lên hai cái mồi. Ôi, bạn nó hơi bị chậm nghe. Bạn bạn có mày bị chậm lại rồi. Rồi, ai lấy mồi chút mồi mồi nghe. Mồi giùm em. Mồi mấy chị ơi, mồi. Quá đẹp mồi luôn. 65-67 là đẹp mọi người nghe mấy chị, mã 10. Ôi ôi mấy chị đẹp quá, 10 chị Quỳnh Thánh Đều mồi. Ôi ôi mấy chị, cái mồi này đẹp dữ rồi ba. Mã 10 này 70kg ôm. Mã 10 này tầm 65-67 thôi mấy chị nghe, 70kg không vừa. Mã 10 này 70kg không vừa nghe, 10-70kg không vừa. Mồi cho chị Nguyễn Diệu mồi. Mồi cho Nguyễn Minh Hiếu mồi. 70kg không vừa nghe nghe em nghe, 65-67 thôi nghe. Chính chị Dương Kim Tiền chính. Mồi cho chị Minh Phụng. Chị Hương Thái mồi, ok chị Hương Thái có mồi. Mồi chị Tiết Nhung mồi. Chị Phạm Hương 10 cái cho Xuân Hội nè. Chị ơi thì cẩm lấy mã gì, mã 10 phải không? Phải không? Chị Phạm Hương cho Xuân Hội em nghe. Mã 5 còn cái nào không? Mã 5 hả? Mã 10 chị Nguyễn Chi. Ok chị Hương Kim Tiền mã 10. Chị Linh Hiệp Phụng có 10 rồi. Chị Lâm Thu mã 10 2 cái cho Xuân Hội đi chị. Cho Xuân Hội lên mấy có đơn được. Không có Xuân Hội sao đơn. Ok chị Lê Hồng Cẩm. Hồng Lê Cẩm. Hồng Lê Cẩm mã 10 nè. Đi đẹp nè em nè. Hồng Lê Cẩm. Rồi ơi, kìa hết mã 10. Còn. Được cái banh chọn ở dưới này đi à. Rồi này là cái quỷ kia có rồi. Rồi rồi nó chịu nha. Rồi chị Phạm Hương lấy cái gì ta? Phạm Hương lấy cái gì? Rồi chị Phụng có 10 rồi. Rồi cái này bự nghe, cái này 70kg nó lại nè, 11 nè. Cái này là chị nào 70kg mua 11 cho em nha. 70kg mua 11 nè, chị nào 70kg mua mã 11 cho em. Đây. 70kg mua mã 11, mã 10 hết rồi. 10 em hết nghe chị Ngô Thị Cúc ơi. Rồi, chị nào 70kg mua mã 11 cho em nha. Chốt kỹ kỹ mọi người nghe, nghe số ký giùm em để mình lượm bằng vừa nghe. 35.000 cái nha. Bên em đi hàng từ hai cái, mọi người 2 cái 70 hàng nó đi hàng rồi mấy chị thấy bán ghê không? Rồi, 11 chị quay lên. Hai cái. Rồi, chị nào lấy 11 comment 11 người nghe. 11 giùm em, 70kg đúng lại nè, cái này là xe bự nghe, đẹp quá. Quá trời đẹp mã 11 luôn mấy trai. 11 này quá đẹp rồi. Rồi, chị nào lấy 11 chút 11 giùm em. Đó, mạng gì này nó hơi bị chậm hơn xíu mọi người nha. Quá đẹp luôn. Ok, 11 chị Phụng 11 nè. 11 của chị Quỳnh Như. Rồi 45kg lại xíu lên, 45kg lại cho. 11 có cái mã 1 kìa. 45kg lấy cái mã 1 nè, mẹ đưa cái mã 1 con thôi nè. Nè, bà Diễm ơi lấy mã 1 nè. Rồi, ok, chị Quỳnh Kha nè. Rồi đây nè, đây 45kg lấy mã 1 đi, mã 1 đẹp nè. Đó, mã 1 tươi đẹp nè. Mã 1 này có size 65 đủ lại luôn mọi người nha. Ủa, cái mã 1, sao cái này nó bị. Đẹp quá. Cái rõ sao chính xào 115.000. Lấy 10 cái đủ mẫu quá phải không chị? Ok rồi. Chị Phạm Hương lấy 10 cái 10 kiểu cho chị Phạm Hương nè. 11 anh chọn. Rồi cái chị 12 nè. 12 này cũng 70kg luôn nha. 12 này 70kg luôn mấy chị ơi. 12 70kg giùm em luôn nè. Ai lấy 12 chút 12 nha mấy chị nghe. Mấy cái này bông đẹp quá luôn. Đó. Rồi lấy chị Phạm Hương 10 cái 10 kiểu cho chị Phạm Hương. Xe bự. Nha. Nè, cái này mày bự bằng kia luôn. Cái này
mã 10. Rồi 12 chị Quỳnh phối phối rồi hết 12 nè. Em hết 12 mọi người nghe cái làm nhiều đâu thôi. Đừng có mã hoa đó thì ngay này cũng bự đó nè. Rồi lên tao hoa chưa? Chưa nghe chị nghe chưa? Rồi em qua mã nha mọi người nha. 12 hết rồi. Rồi cái này mọi người nghe, 45 đủ lên, 65 rồi vừa. Chúng em mã ok mã 1 chị Ngọc Tí cái mã 1 nè. Rồi 12 em hết nha. Rồi chị nào lấy cái này comment 13 giùm em nè. 13 mấy chị. 12 hết trơn luôn rồi chị Nhung ơi. Hết 12 rồi chị ơi. Rồi qua mở 13 giùm em nè. Mình đang có 65kg không? Có chị mà hết trơn rồi. Hết trơn rồi. 13 chị quanh mũi 13 nè. 13 chị quanh mũi 13 nha. Đây mấy chị 13 giùm em nè. 45 đủ lên. 65 thì vừa mấy áo khoác là mình bận rộng rộng mọi người nghe chứ. 40 mấy tới 50kg thì phải hư rộng rồi nghe mọi người nha. Rồi lấy comment 13 giùm em nè. 13 cho chị Kim Anh 13. 13 dễ thương rồi ha. Ủa không đẹp lắm đó chị ơi. 60kg vừa nghe chị Đinh Yến thôi. Rồi ok chị Phạm Hương lấy 5 cái thôi hả. Rồi cái bộ này chị lấy 5 cái đúng không. Rồi 5 cái để nữa bên em thuận cho chị 5 cái. À chị là chị Phạm Hương hôm nãy lấy 10 cái 65kg 5 cái 56kg. Ok 13 chị Quang Nguyễn 13 lên nhập đi chưa tàu ô cục vàng ơi đổi xíu đi bán nón áo rồi các bà ơi. Rồi lấy 13 chút 13 mấy chị gái con đẹp quá mấy chị ơi quá đẹp luôn. 13 13 siêu đẹp mọi người nghe. Chị nào lấy 13 comment 13 anh em nhập đi sau lưng em nè chị ơi la từ từ tà tà mấy cục vàng nha. Rồi lấy 13 comment 13 mấy chị ơi 13 nè đẹp quá dễ thương quá mọi người nghe. Em nhận đồ rồi đẹp lắm và cảm ơn chị Hiếu Nguyễn nha. Cảm ơn chị Hiếu Nguyễn nè. Rồi 35.000 đồng. Ủa cái bông nó đẹp quá đi. Chị Hương ơi mã nào màu đỏ không em chốt. Đây đỏ màu đỏ liền. Tàu vô tính ta mới vừa khen luôn nè. Đó là có cái đỏ trơn là lấy không nè Quỳnh Nguyễn ơi. Chị Ngân lấy 10 cái 65kg. Rồi để chị kiểm lại. Có bông màu không có. Ủa dù nồi bích trăm. Rồi nè có đỏ trơn nè. Có cái đỏ trơn nè. Lấy đỏ trơn rồi em đỏ trơn nghe qua Long Long Quân ơi. Ôi ơi nó đẹp luôn cái này đẹp quá vậy. Ôi ôi cái này quá đẹp rồi. 14 14 nghe mấy cục vàng không trụ. Cái này ở ngoài đỏ đô nghe mọi người nghe. Đỏ đô giùm em nghe. Đỏ ngọt cực kỳ ngọt luôn. Còn cái đỏ chơi em có một cái một nha. Ai lấy đỏ chơi em anh đỏ chơi nè. Rồi lấy cái này comment 14 giùm em nè. Trời ơi cái 14 này ở ngoài nó ngọt một cái nghe mấy chị gái nha. Nó ngọt hơn là mía lùi luôn. 14 thì chị quanh mũi 14 nha. Ok quanh mũi có 14. À, chị ơi chị Nguyễn Hà ơi nhận hàng bạn thử không không yên trả lời cho em bao với chị bạn thử. Ok chị Kim Diệu 14 rồi 14 chị Kim Anh 14. Ồ ôi mấy chị nghe tụi có 14 đẹp chứ trời. 14 ở ngoài đẹp cực kỳ mọi người nghe. Ở ngoài màu ngọt lắm không đẹp lắm mọi người nghe. Chị ơi bà bạn không ghiền không lấy tiền nha. 35.000 mà không rất là đẹp luôn nghe. Chị Hà Thanh Yêu ơi chị Hà bán ha. Thấy Hương bán đồ hoài chị biết rồi đâu có nói cơ cơ. Đỏ trơn thì chị Quang Nguyễn có đỏ trơn nè. 14 thì chị Giang chút 14 nè. Đẹp lắm chị ơi ở ngoài đó. Có 35.000 người nha. 35.000 14 chị Nguyễn Hà 14 nè. 35.000 một cái mà mấy chị nhận về là mọi người bạn là mấy chị nói chậu luôn. Nó mai công phu gì mọi người nghe mà sao có 35.000 cha. 14 thì chị Hương Thái 14 nè. Cho chị 3 cái ha. 3 cái nào. 14 thì chị Mai Trần. Ok cho Mai Trần 14. Chắc phải là không nghe chị Bắc Nguyễn ơi. Ok đợi bộ đợi xíu ra liền. Rồi 14 thì chị Hiếu Nguyễn 14 nè. Rồi 14 ok chị Phạm Hương nè. Rồi ồ mấy chị ơi. Rồi 14 hết rồi phải không mấy cục vàng. Rồi qua mẫu hết 14 nha. Ôi ôi mấy chị ơi cái bông này còn đẹp là tăng tăng tăng. Ôi ôi nó bay hai cái bông nè. Rồi 15 là số bự nha. 15 70kg đấu lại giùm em. Ôi cái 15 này đẹp chứ thầy. Đúng rồi chị Phụng ơi. Cái này là chị Phụng đẩy 5-7 cái điện thoại được luôn nha chị Phụng nha. Rồi 14 em hết rồi chị Hồng Nhung ơi. Em hết rồi nghe chị Quang Nguyễn ơi. Rồi chị nào lấy cái này comment 15 giùm em. Chị Phụng ơi lấy cái này liền chị Phụng. Chị Phụng ơi đây nè chị. Cái túi nè chị và coi cái bóp này bự bành kia phải không? Nhét cái túi vô cho chị coi nè. Trời ơi nè. Bà để cái túi được luôn nè. Đừng có để cái điện thoại nghe.
ngàn. Ok, chị Nguyễn Hà lấy thêm chỉ hai cái nữa, đẹp quá không? 15 đi chị quay lê 15 nè. Ủa cái này đẹp quá hả? Ủa sao mà canh ra hai cái bông hay vậy hả? Cái lớn đó. 15 cho chị Quỳnh Chi, 15 chị Quanh Nguội, 15 chị Quanh Nguyễn, 15 cho chị Dành Thị. Tiếp 25 ngàn nha chị Bắc Nguyễn ơi. Tiếp 25 ngàn. Này là chị. Giống này. Này mẫu. Không không, cái này giống cái này nè. Thấy không? Bên đây nè. Rồi cái túi mới cầm bao nhiêu? Hết trơn rồi. Cái túi đó hết rồi nghe. Còn cái này nè. Còn cái này 95 ngàn nè. Ừ, cái màu tím nó đẹp đó thi. Không, 15 không có xe bự nha. 15 không có xe bự. Rồi ok, vậy đợi kim hưởng nha. Rồi mấy chị qua nha. Hết 15. Em hết 15 mấy chị ơi. Tàu ồ mấy chị. Đang 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 đang. Cái này xe nhỏ nè. Này xe nhỏ nghe mấy chị. Trụ màu này đẹp quá gì. Lấy cho em bộ cam 58kg. Bộ cam 58kg là mã nào bà Ngọc Ngân ơi? Mã nào như vậy? Rồi ai lấy comment 16 giùm em. 16 này xây nhỏ nha. 65 đủ lợi thôi nha. 45 đủ lên. 45 đủ lên. 65 đủ lợi. Mấy chị nhớ nha em. 65 thích bạn ôm bạn được nha. Không thôi là 60kg đủ lợi giùm em nè. Rồi 16. 15 hả Kim Anh đấy có đọc tên không? Kim Anh đọc. 16 chị Quanh Muội. Đây mấy chị. 16 giùm em nè. 16 cho Long Quân. Mấy chị. Ôi cái mặt này đẹp quá vậy. Quá là đẹp rồi. Quá gì vậy ơi. Chị Tiết An lấy size 45 cái cái ha. Rồi lấy cái đằng mặt cho chị Tiết An cái đi. Rồi ok chị Giang chút nè. Rồi ok Giang chút nè. Rồi hết 16. Hết 16. Ê được cái bông đó đi. Rồi 16 em hết mọi người nghe mấy chị. Bây giờ tới qua nè. Qua đi mọi người. Ôi quá đẹp quá vậy. Rồi 16 hết rồi. 16 không có xe bự. 16 hết rồi. 16 em hết mọi người nghe. 16 em hết nha. Mấy cục vàng nó sau lưng nè. Rồi mấy chị qua 17 giùm em đi. Rồi 16 em hết rồi. Ủa quần nó đẹp quá ha. Quần nó cũng đẹp ghê nè. Rồi 17 giùm em đi. 16 hết mọi người nghe. Qua 17 nè. Ủa mấy chị qua màu hồng dễ thương quá nè. Long Quân lấy cái này liền Long Quân ơi. Rồi 16 em hết rồi. Mấy chị ơi qua 17 giùm em đi. 16 hết rồi. Trời ơi sao 16 dữ hả. 16 còn nó khoảng 30 cái em đi. Qua 16 rồi. Hết 16 rồi mấy chị ơi. Mua em đi. Hết 16 rồi. Qua 17 đi mấy bà ơi. Nè cái bông hồng dễ thương quá nè. Rồi 17 giùm em đi. 17 chị Nguyễn Hà. 17 chị Nguyễn Nhiên. 16 hết rồi. Châu nhảy qua tới 18 ha. Có 18 hết 18. À, chưa có 18. 17 cho Quang Nguyễn. 17 70kg không vừa nha. 17 65 đủ lợi đó mọi người. 17 65 đủ lợi thôi nha. 70kg không có vừa 17 nha. Chừng nào cái này em đọc 70kg hả mua nghe chị Quỳnh Nhung ơi. Rồi lấy 17 chứ 17 mọi người nghe. 17 giùm em nè. 17 chị Hồng Nhung cho số thoại em nè. 17 chị Nguyễn Trang. Chị Hồng Nhung cho số thoại này em chị Nhung ơi. 17 chị Nguyễn Hằng. Lọ 17 chị Diễm Hằng. 17 Hoài Hương cho số thoại em nè. Rồi lên số thoại giùm em nè. Hồng Nhung nước thoại chị Hoài Thương cho nước thoại. Ok chị Hoài Thương. Chị áo phát thun răng. Sọc bữa chị bán lộn giá còn không. Chị bán lộn giá chắc hết rồi quá chị ơi. Bán lộn giá chắc hết rồi. Rồi cái này 70kg đấu lại nè. Rồi cái này 70 đấu lại vừa nghe. 35 ngàn nha chị Lê Thị Hoa ơi. Rồi 70kg đấu lại vừa nè. Cháu em mã 18 nè. Đây cái này mấy chị thấy mặn rộng lên tan chưa. Rồi 70 đấu lại vừa mấy chị ơi. 18. Ủa mấy chị ơi quá đẹp cái này luôn nè. Rồi 70kg đấu lại nè. Rồi 70 đấu lại vừa 18 giùm em mấy chị ơi. 18 giùm em nha. Ủa màu đen mà nó khó xích nè mấy chị ơi quá đẹp luôn. Rồi 18 chị Hoài Hương cái 18 nè. 35 ngàn mọi người nghe mấy chị. Áo mát thì đem về mình lỡ mà có bạn gọng gọng thì bạn giùm em luôn nghe mọi người nghe. Có 35 ngàn à. 35 ngàn giùm em mấy chị ơi. 18 nè. Ai lấy 18 chứ 18 giùm em mấy chị ơi. 18 hai cái chị quay lên. Rồi cả ra. Hết 18 luôn hả? Ok, Hồng Nhung có mã 17 nè. 18 hết luôn hả? Rồi hết 18. Chị mới thấy thì hết màu rồi. Rồi 18 hết luôn rồi chị Mộng ơi. Hết 18 rồi. Rồi nghe cái này size nhỏ nha. Cái này size nhỏ mấy chị ơi. Size nhỏ màu hồng quá đẹp luôn. 19. Rồi 18 hết rồi mấy chị ơi. 18 hết rồi. 18 có mấy cái rồi. Rồi chị nào nhỏ mua cái này nè.
Rồi nhận đồ là đẹp lắm. Cảm ơn chú bé, mấy chị mua đồ nha, mấy chị yên tâm. Thà là mấy chị khui ra bạn không vừa thì em không nói mọi người nghe, mấy chị bạn vừa mấy chị lấy giùm em. Áo không găng có nha. Rồi xuống nhỏ giùm em nè. 40 đổ lên, 6 nãy là vừa 19. 40 đổ lên nha, 6 nãy là vừa 19 rồi. Cái nào mới nói 40 sao phải đi. Đây. Rồi lấy 19, comment 19 giùm em nè. Đây chị nào nhỏ nhỏ mua này 19 mà chị. Ủa sọc hồng dữ luôn á hả. Người chia sẻ ok nè, chị mắm giáo Bình Dương. Trời ơi chị, bà bán mắm hả chị. Đó. Rồi áo phun găng, áo phát phun găng có nha. Chị chặt thuốc hả, từ từ. Rồi 19 chị Long Lê. Ok chị Long Lê 19 mấy chị sọc dữ hơn ông trụ. Cái sọc này đẹp lắm nghe mấy chị nghe. Cũng đẹp lắm luôn mà có 35 ngàn. 17 còn không mấy bạn. 17 em hết rồi chị ơi. 19 chị Trần Tuyết Mai. 19 là chị tôi. 19 là chị Trần Văn Mão. 18 còn không? Hết 18 nha mọi người nha. Hết 18, hết 19 luôn rồi. Rồi mấy chị ơi qua cái bông này đẹp nè. Ôi ôi cái bông này đẹp khủng khiếp luôn mấy chị ơi nè. Rồi 70 nó lại vừa mã 20. 19 hết rồi bác sĩ ơi. Rồi mấy chị yêu ơi mã 20 70 nó đẹp nè. Đó, đồ nhà chị Hương mặc mát lắm mua hoài. Dạ cảm ơn cục vàng nha. Rồi em hết 19 rồi mấy chị yêu ơi, hết 19 nha. Hết 19. Rồi lấy comment mã 20 giùm em nè. Ui mấy chị ơi cái bông 20 đẹp dữ rồi thi. Mấy chị ơi bông 20 thì xe bự nha. Ai 70 kg đúng lại lụm nè. Chị nào 70 kg đúng lại lụm mà mã 20 giùm em nè, có bông màu xanh nè. Bông này bông 3D luôn mấy chị gái nha, bông 3D giùm em nè. Rồi 20 mấy cục vàng ơi, 19 hết rồi. Bông 3D quá đẹp luôn. 19 còn cái. 19 còn cái không có biêu hả? Ừ. 19 là có chị Long Lê nè. Chị Trần Tuyết Mai nè. Có Long Lê ra chưa? Rồi Long Lê ra rồi. 20 nè, ok nè, 20 cho chị Quang Nguyễn nè. Rồi 20 chị Nguyễn Hà, 20 chị Hoài Phương, 20 Kim Anh. 19 hết, 19 nha Phương lên ơi. Rồi qua 20 mấy chị ơi. Đó. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, 20 là cái bông 3D. Trụ bông đẹp dưới đây. Cái bông này nó làm 3D mấy chị gái nghe, ở ngoài đẹp dữ lắm luôn. Rồi cục vàng lấy 20, cầm 20 mọi người nha. Đó, nền đen mà cái bông màu xanh nha. Ôi ôi, quá đẹp luôn. 70kg lại vừa mã 20 nha. Đó, cái này là 55 đủ lên. Mấy chị 70 đủ lại là mấy chị lụm giùm em. Mấy chị bận bao mát luôn mã 20. Rồi ai lấy 20, cầm 20 mấy chị 20. Rồi cái này có 2 cái thôi nè, 20 chị Dương Thị 20. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi 21 mấy chị, 21 nè, quá đẹp luôn, mã 21. 21 siêu đẹp giùm em nha. Ôi cái này đẹp dữ thôi. 70kg lại vừa luôn, mã 21. 20 chị Lê Thị Nhu. Ok chị Nhu 20. 21 chị Hoài Phương 21 nè. Rồi chị nào lấy 21 chị 21 nha, 35 ngàn là lọc đẹp trai ơi. 35 ngàn, 21 chị Quanh Mũi. Ok, Quanh Mũi có 21 nè. Rồi 20 em toàn gái, lấy 20 chứ 20. Dương Thị cho tôi điện thoại. Rồi chị Dương Thị mua hàng trên số thoại nè. Rồi mấy chị yêu nha. Quá đẹp luôn. Rồi 55-70 cái bằng đẹp mã 22. 55-70 cái bằng đẹp mã 22 giùm em nè. Chị yêu lấy 22 chứ 22. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, có 35 ngàn thiệt luôn mấy chị nghe. 35 ngàn mà nó đẹp tét khối luôn, nó phải đẹp bình thường đó chứ phải chi mà nó 80 ngàn mấy chị suy nghĩ đúng không? 35 ngàn đó là cái gì? Rồi mấy chị 20 cho chị Kim Hoa. Ok Kim Hoa có 20 cho lọc đẹp trai đây nè, 20 cho người đúng không? Ok lọc đẹp trai 20 nè. Rồi 20 hết rồi, 20 lọc đẹp trai. Rồi qua 22, 21 mình còn cái nào mấy bạn? 21 hả? 21 hết rồi. 21 có 2 cái hả? Rồi 22 chị Nguyễn nè, 22. Ồ quá đẹp mấy chị ơi, 22. Rồi chị lấy 22, comment 22 giùm em. 20 em hết rồi chị Phương Mai ơi. 20 còn không mấy bạn? 20 hả? Ok 20 chị Phương Mai. 20 chị Phương Mai. Ok chị Phương Mai còn 20 nha. Rồi một nhà Dương Thị cho cái hỏi nè, lấy 21 nè. Dạ em coi em biết rồi, cảm ơn chị Nguyễn Hà. Rồi ok Dương Thị có số hỏi rồi. Rồi 22 giùm em nè. 22 mấy chị. Ê
lại cái màu đó, đưa lại cái ra đi. Rồi, chị nào vô sao chưa mua cái mã 7 thì comment em nè. Ôi ôi, cái mã 7 này siêu đẹp luôn. Chị 35.000 nó lọc kịp chai nha. 35.000 cái. Chị Nguyễn Hà nãy chị Nguyễn Hà vô sao chưa coi mã này nè, với lại lọc đẹp trai này kia nè. Cái mã 7 này cho chị gái nha, 55-70kg lại giùm em, mã 7 giùm em nè. Ôi ôi mấy chị ơi, cái mã 7 nè. Chị nào mà không mua mã 7 là tiếc cả cuộc đời thiệt luôn mấy chị nha. 35.000 mà mấy chị bạn vô, mấy chị người ta không biết mấy chị bạn áo 35.000 nha, cái chiếc mẫu này nè. Mấy chị bạn vô người ta không biết mình bạn 35.000, mà ta cứ nghĩ mình bạn áo này tới trăm mấy mấy chị nha. Rồi 20 chị 7 sợi nè. Mã 7 chị Hoài Hương nè. Mã 7 chị Nguyễn Nguyễn nè. Rồi ok, chị Phụ Nguyễn lấy hai cái áo 48kg phải không? Mã 7 chị Nguyễn Hương. Mã 7 chị Trần Nhật Minh cho số điện thoại giùm em nha. 35.000 bên em đi hàng từ hai cái, gắn mua hai cái cho mọi người nha. Mã 7 chị Trần Tuyết Mai. Mã 7 chị Anh Lộc đẹp trai. Mã 7 chị Phương Mai. Mã 7 chị Nguyễn Hà. Mã 7 chị gái Nguyễn. Rồi. Rồi, đó Kim Anh là hết mã 7 nha mọi người nha. Hết mã 7 nè. Hết mã 7. Rồi được cái mã bò lại chị đó đi. Rồi mã 7 hết rồi. Rồi các chị ơi, cái mã này đẹp kê nè. Mã 11 đâu còn đâu ta. Giờ này cái mã 11 cha. Lâu lắm. Rồi mã 7 hết nha mấy chị, cái mã màu xanh này mã mấy rồi coi? Mã 3. Rồi các chị ơi, mã 3 em nha. Rồi mã 7 hết rồi các chị ơi, hết 7 rồi. Rồi qua mã 3 em nè. Ôi ôi mấy chị, mã 7 dành biết mai có rồi. Rồi chị nào lấy mã 3 chứ, mã 3 mọi người nghe, mã 3 màu xanh là đẹp quá nè. Rồi mã 11 hết rồi, qua mã 3 đi mấy chị ơi, mã 3 giùm em nè. Rồi mã 3 cho chị Kim Diệu. Ok, Trần Nhật Minh nè. Kim Anh được cái mã 7 nha. Rồi đưa cái mã beo qua comment. Rồi lấy cái 3 nè, comment 3 mấy chị ơi, mã 3 giùm em nè, 35.000. Rồi beo còn cái cuối cùng nè, ai lấy beo comment beo. Ồ cái mã xanh này đẹp quá mấy chị nha, mã xanh này mặn mắt cực kỳ luôn nè. Rồi 35.000. Rồi cái beo còn cái beo cuối cùng nha, lấy cái beo comment beo nè. Beo này 70kg là vừa luôn nha, beo 35.000 áo này cho Lê Tiến thôi. Rồi ai lấy beo comment beo em nè. Rồi mã beo mới chơi mã beo em nha. Beo siêu đẹp mọi chị ơi, mã beo nè. Mã beo mọi đưa cái mã bò đó nè. Beo chị Nguyễn Nguyễn beo nè. Nó có 35.000 nha mấy chị ơi, nó đẹp cực kỳ luôn. Beo. Rồi mã bò em mấy chị ơi, hết beo rồi. Rồi lấy bò, comment bò mấy chị ơi, mã bò em nha. Mã bò. Beo hết beo rồi. Ok chị Dương Thị nè, đưa chị Dương Thị vô dự bị nha. Chiều ai không nghe máy thấy beo qua chị Dương Thị. Mã 3 chị Văn Hà, cái 54kg ok. Rồi lấy bò, comment bò người nha chị, mã bò này đẹp quá trời luôn. Mã bò. Mã 3 chị Lê Văn Mẫu. Một ca sơ đó, đọc lê lê lê. Beo hết rồi. Áo khoác đang bạn 65kg thơ không? 65kg mua cái bò đi chị ơi, bò đi chị. Beo hết rồi, hết beo rồi. Rồi lấy bò comment bò người nha. Cái đang mặc thì 65kg hơn hôm này cục vàng á. Cái đang mặc tầm 60kg đúng lợi thôi. Đó. Rồi em qua mẫu này cho mấy chị nè. Bò chị Trần Tiết Mai bò. Bò cho chị Nguyễn Sáu bò. Đưa cái mã 1 lên chị coi mã 1 còn mấy cái. Rồi chị nào vô sao chưa coi nè. Mã 1 còn ngớt lại một vài cái nữa nè. Rồi mấy chị ơi mã 1 sọc đẹp cực kỳ nè. Ớ cho chị 4 cái 65kg lên xuống hội chị Lê Tiến. Bò chị Dương Thị bò. Ok chị Dương Thị có bò. Chị Lê Tiến lấy 4 cái 65kg cho xuống hội đi chị. Thi nó sợ là chị luôn. Rồi mã 1 này cũng 65kg mặt đẹp luôn mấy chị ơi. Đó mã 1. Mã 1 cho chị Nguyễn Sáu nè. Mã 3 chị Lê Thị Nhung cái ok. Bò chị Nguyên Nam. Nguyên Nam ok chị Nguyên Nam nè. Đừng nói gì hết à. Ok Dương Thị mã 1 luôn. Rồi ok chị Xuyên Chương. Lựa cho chị 5 cái 5 màu 65kg ok Như Quỳnh. Chị Như Quỳnh ok. Ok chị Bảy Thệ. Rồi mã 1 hết nghe mọi người nha. Bò hả? Hết bò luôn rồi. Rồi mấy chị cái mã Nhung. Wow 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 wow. Cái này đẹp. À lấy cái Nhung chút Nhung em mấy chị ơi. Nhung này 65 đổ lại thôi nha. Nhung 65 đổ lại thôi nha. Lấy Nhung comment Nhung em nè. Nhung
nha. Rồi à. Rồi lấy nhung chút nhung giùm em nè. Mã nhung, nhung siêu đẹp mọi người nghe. Mã nhung, mã nhung giùm em mấy chị. Mã nhung giùm em. Nhung, chị Lê Tiến cho số điện thoại lên mấy khối đơn. Lê Tiến cho số điện thoại nè. Đó. Mã nhung, chị siêu thanh thị Mã nhung. Ok, Như Quỳnh gọi luôn hỏi gọi. Rồi mấy chị, Nhung phải cho số điện thoại mới được. Nhung, Nhung, Nhung. Ôi ơi mấy chị ơi, ồ cái này đẹp quá luôn nè. Ôi cái này đẹp chứ hả? Ok, Mã nhung chị Văn Hà dòng đơn. Rồi ok, Dương Kim Tiền, chị Lê Tiến bây giờ không thấy số điện thoại chị nghe. Cho lại giùm em đi chị ơi, cho lại giùm em đi, nó chạy nó mất tiêu số điện thoại bà rồi. Chị Lê Kim Tiến bây giờ đâu thấy số điện thoại đâu. Ờ đây nè, số điện thoại nè. Rồi thấy rồi. Rồi, hết nhung. Hết nhung mọi người nha. Có nghe chị Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh gì nè. Rồi cho chị một cái nhung cái bò. Chạy em cho bà vô dự bị nghe chị Trà Sưng nha. Chị này không nghe máy lên trừ ấy nè. Đen chị Lê Tiến đen. Rồi lấy cái đen này coi bên đen mọi người nghe đen em nè. Đen nha, 65 này vừa đen. À lấy đen chút đen. Rồi nhung em hết rồi, hết nhung. Đây nè, một cái 65kg nè. Rồi hai cái này 65kg nè. Rồi hết nhung rồi. Rồi nói chị ơi quá đẹp luôn. Rồi nãy tới mã mấy bay, gọi cho mã 25 đi. Mã 25. Đen thì chị gõ 6 đen nè. Hết nhung rồi. Rồi ok chị Trà Sưng đen nè. Rồi hết đen nha mọi người nha. Rồi lấy cái này comment mấy chị ơi. Comment mã 25 giùm em. 25 siêu đẹp nha. 50, 65 siêu đẹp nè. Ok chị Lê Tiến nè. Lê Tiến có đen nè. Đơn chị Trần Như còn không có biết luôn. Nói lộn ơi, chị Lê Tiến lấy bông. Bông 25. Bông 25 chị Lê Tiến nè. 25 chị Nguyễn Sáu 25 nè. 35 ngàn áo thì chị Thảo Như ơi. 35 ngàn. Rồi đen em hết mọi người nghe. Bây giờ em còn mã này, mã 25 nè. Mã 25 mọi người nghe. 35 ngàn áo thôi nha. Mã 25 giùm em. Ai lấy 25 cầm lấy 25. Rồi chị nào nãy vô sao nè. Này mã mấy nha. Mã 9 phải không. Rồi 25 chị Dương Thị mã 25. Rồi đen em hết rồi. 25 em hết mọi người nha. Đen em hết luôn rồi. Đen em hết luôn mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, một cái caro đẹp cực kỳ luôn nè. Cầu bộ đẹp mấy chị nghe chứ mã 9. Mã 9 giùm em. Đó. Ok chị Thảo Như nha. Đôi chị vô dự bị nha. Rồi chị nào nhớ mọi người nghe mấy chị, đủ đơn là mình được được điện chốt đơn nha mọi người nghe. Mấy chị không đủ đơn hãy mọi người khác nha. Đó chị ơi em nhận áo phát rồi đẹp mà vừa lắm. Cảm ơn chị đẹp nè. Rồi mã 9 giùm em nha. Mã 9 này là cũng 65 đó lại mấy chị bằng vừa. Mã 9 giùm em. Ok 9 chị Nguyễn Phương 9 nè. Rồi ai lấy 9 chút 9 giùm em. 9 chị Lê Tiến 9 nè. Rồi chị nào lấy 9 comment 9 mọi người nha. Khác quá. Rồi mấy chị. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 9 9 mọi người nha. Chị Lê Tiến hả? Được 2-3 cái gì đó chị. À không, không, không có chốt cái rồi. Cái mã 25 chị Trà Sơn đâu có chốt đâu. Rồi mã 9 chị Nguyên Cương. 45kg này hơi rộng. 45kg rộng. Chị quay lên như nãy có 9 rồi á. Chị quay lên chắc có 9 rồi. 9 chị Trần Cương. Đó là 9 chị Trần Thị. 9 chị Thảo Như. Rất là mấy ạ? 25 còn nhiều người chốt lắm mấy trời. 25 chị Trần Thị chốt chưa? 25 Thảo Như nữa đó. Đúng rồi. 25 Thảo Như, 25 chị Trần Thị nè, 25 chị Dương Thị nữa. Cũng đóng rồi 25 luôn á. Rồi 9 chị Phạm Dương. Lộn Phạm Hôn. 9 chị Phạm Hôn nè. 9 chị Phương Mai. 9 chị Đào Phan Thanh. Rồi hết 9 mọi người nha. Ok Phương Linh nè. Rồi mấy chị em qua tới cái mã này đẹp nè. Ôi ôi cái này đẹp quá Linh. Mơ hoặc nó mơ hoặc. Rồi ai lấy comment mã lính giùm em. Rồi mấy chị ơi mã lính mọi người nghe. Lấy lính chút lính giùm em nè. Lính này 70kg đấu lại luôn nha. Ồ
cái lính này quá đẹp rồi mấy chị ơi, lính lính à, lấy lính chút lính giùm em, mã lính giùm em mấy chị ơi, lính quá đẹp, mã lính luôn 35.000 áo mấy chị ơi. Rồi chị Ngọc Quyền cho bà vô dự bị nghe, chị Quyền nghe, chị nào không nghe máy cho mấy chị nghe là liệt từ tiếp theo nha, chị nào mà gọi luôn khó gọi là có đầy đủ đồ nghe mấy chị gắn nha. Lính cho chị Lê Tiến lính nè, cảm ơn chị Ngọc Khánh nhận hàng. Em nói mấy chị nghe, ai là nhận hàng nhà em là cũng quay lại là kiếm em mấy chân người nghe, tại vì đồ mấy chị nghe giá cả phải chăng đó, mọi người á cầm 500.000 mấy chị vô nhà em mấy chị mua một bao đó, một bao nghe. Rồi ai lấy lính chút lính mấy chị nghe, lính giùm em 35.000 mã lính giùm em nè mấy chị nghe, đẹp quá luôn. Ừ nãy không, nãy không dám dự bị luôn tại cái này quen chút không à. Lính cho chị Nguyễn Nguyễn lính nè, mã này nãy mã mấy ngàn, nãy mã này quá tròn người có mà không dám dự bị. Lính cho chị Linh Thi lính cho em số gọi nè, mã 16 hả, 16 một đống người chốt luôn. Rồi nãy chị nào không chốt được mã 16 chốt lại giùm em mấy chị ơi, nãy em không dám dự bị, mọi người nghe khách quen không dám dự bị. Đó, chị Lê Hồng Cẩm hả, rồi để em kiểm tra chị nha. Ok chị Nguyễn Nguyễn nè, đi đơn khỏi gọi là đủ độ đó. Rồi lấy chốt mọi người nghe, mã 16 nè, 16 nãy chị nào comment đóng được nè, lính cho chị Nguyễn Nam lính nè. Rồi lấy lính mọi người nghe, 16 chị Thảo Như nè, ok Thảo Như có 16 nè. Rồi 16 hết mọi người nha. Đó, lính chị Ngọc Huyền lính nè, 16 hết rồi mấy chơi, 16 nãy hết rồi, 16 không dám dự bị nghe, khách quen không à. Rồi mấy chị 65 không phải là giờ thích bạn ơn thì 70kg nha. Rồi chị Trà Sơn được nha, chị Trà Sơn ơi. Rồi lấy comment mã cam, cam em mấy chị ơi, cam em là 16 hết rồi mấy cục chàng ơi, ai lấy cam anh cam, mã cam mấy chị ơi, nó 35.000 áo rồi. Rồi chờ lấy cam chút cam em mấy chị ơi, mã cam 16 hết rồi mấy cục chàng ơi, qua mã cam em đây, ai lấy cam anh cam nè, mã cam đó, cam chị Lê Tiến cam nè. Rồi chưa lấy cam anh cam em nha, cam đó, cam chị Nguyễn Sáu cam. Rồi áo khoác có size 55kg không vậy có? Ủa cái này đẹp chứ thị. Ủa mấy chị ơi, chơi mã 26 đi mấy chị ơi, 26 giùm em nha, 26 giùm em nè. Ủa 26 thì là 50-70kg bằng đẹp nè, ai lấy 26 thì phải 26 đó, chị Lê Tiến không biết nữa nha. Rồi ai lấy hôm nay mấy chị ơi, mã 26 giùm em, cái này đẹp quá ha, cái này quá tốt đẹp à. Rồi 26 chị Lê Tiến nè. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn, 27 nè, 27 mọi người nha, 27 nha, 26 hết là chị Dương Thị ơi, 20, khúc này là nó còn lẻ lẻ bạn thì ngay không mọi người nha. Rồi 27 nè. Rồi ai thích sọc thì lụm nè, sọc sữa nè, 28, 28 giùm em nha. Rồi 26 hết rồi mấy chị ơi, 26 nó khúc này nó lẻ bạn mọi người nha. Rồi 28 giùm em. Rồi 27 chị Nguyễn Thị Sáu nè. Rồi 28 nha chị nghe, 28 nè. Rồi chị Dương Thị em dự bị chị nghe. Rồi mấy chị 29 giùm em nè. Trời ơi 29 đẹp quá. Rồi 28 Hương Linh, 28 Thổng Như, 27 hết 27 rồi, hết 27 nha. Đó chị Thi Đông Trần ơi, chị chịu dự bị không, dự bị cho chị Đông nghe máy thẳng qua chị. Rồi ok Nguyễn Toàn, 28 mình còn không? Rồi 28 hết mọi người nha, 29 chị Lê Tiến, 29 chị Lê Trúc, lộn 29 chị Giang Trúc, 29 chị Dương Thùy, 29 chị Giỏi Nguyễn Sáu, 28 hết 28 rồi, hết 28 mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, 70 đó lại vừa mã 30, 70kg lại đẹp mã 30 giùm em nè, trụ 30 đẹp quá ha, chữ cũng đẹp quá, đẹp luôn. Ừ rồi chị xin chương em đưa chị dự bị nha. Đó chị Thi Đông Trần em đưa chị vô dự bị luôn nha, chị Thi Đông Trần ơi. Đó chị nào không nghe máy là hãy qua mấy chị lời sau là có đơn á, 28 hết trơn, 28 hết trơn nghe, hoặc chị nào không cũng đơn em liền qua chị cái bên nha mọi người nha. Rồi lấy 30 comment 30 giùm em nè. Đó 70kg đẹp mà chị ha, mã 30. Ôi ôi mấy chị ơi, đó rồi 20 là cái gì vậy chị Trần Như ơi, đó ok 30 chị Nguyễn Sáu, 30 chị Dương Thầy, chị Trần Như, và comment gì vậy chị. Ồ đẹp không mấy chị nha. Rồi 31 giùm em nè, cái này đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm luôn. Rồi ok Trà Sơn, ok thì
mới hết mọi người nghe, này 32 mấy chị ơi, 32 giùm em. Rồi này cái này nó có cái xong mọi người nha. Ừ. Rồi 32 cho Phương Linh. 31 còn không? Hả? 31 hết nha mọi người nghe, 32 hết luôn nè. Rồi mấy chị ơi 33. 33 mọi người nghe, giờ khúc này nó lẻ bạn chừng ngay không mọi người nghe. Rồi 33 nè. 33 giùm em nha, lấy 33 của bên 33. 33 giùm em. Rồi 33 chị Tuyết Nhung. Ok, Tuyết Nhung có 33 nè. Rồi mấy chị ơi 31, 32, 33 em hết rồi nha. Em hết mọi người nghe. Rồi mấy chị 34 nè. Ôi 34 thì quá đẹp luôn. Ai lấy 34 chứ, 34 mấy chị ơi, 34 giùm em. 34 mấy chị nghe. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Có 35 người kéo quá. Rồi 34 giùm em. 34 34 và Giang Trúc nè. Rồi mấy chị ơi 70 tí lại giờ 35. 32 em hết rồi. 34 chị giỏi 6. Chị Linh Thi hả? Chị Linh Thi nó giờ có cái nào chưa? Rồi ok giờ Thảo Như. Rồi mấy chị ơi 35. 35 nha. Rồi 34 hết mọi người nha. Rồi mấy 35 rồi bên 35. 34 hết rồi, qua tới 35 rồi. Ồ mấy chị ơi có phải đẹp không nè. Rồi mấy chị 36 giùm em nè. Ồ cái bông đẹp chứ sợ. Đó. Áo cũng đẹp. Ok 35 chị Dương thì 34 hết không? 34 hết mọi người nghe mấy chị. Rồi 36 nè. Ồ đẹp quá. 36 có xuống nhỏ nè chị Lan ơi. Có xuống nhỏ nha. Ok chị Thi Long Trần. Rồi 34 em hết mấy chị ơi. Rồi mấy chị 37 nè. Ồ 37 còn đẹp nữa. 37 còn đẹp nữa mọi người nha. Đó, phẩm cái cây cũ mình đâu còn hết rồi. 36 chị quanh mũi nè. Chị Thảo Như có nha. Thảo Như có. Thảo Như có nha chị ơi. Thảo Như có. Rồi 37 giùm em. Đó, cái nào cũng đẹp hết trơn. Đúng rồi. Rồi chị nhìn bọn cái nó đỏ. Trời ơi cái này nó giờ đẹp cái ghê nè. Rồi 37 chị Hăng Gia. Đó. Rồi 36, 37 em hết rồi người nha. Rồi mấy chị 38 nè. 38 mấy chị ơi quá đẹp luôn. 38 38 mấy chị gái nghe, lấy 38 bên 38 giùm em. Rồi 36 hết rồi, 36 hết mọi người nha. Rồi mấy chị ơi 39. Chị Kim Thơ đơn của chị thấy là tối mới dài mà không giao hàng được nha. Ok chị Phụ Nguyễn gọi luôn, hỏi gọi. Ok 38 chị Lê Tiến. Rồi này 39 mấy chị. Ủa 39 đẹp quá mấy chị ơi. Đó 65, 67 lại vừa 39 giùm em nè. Chị Kim Thơ ơi đơn của chị thấy là 10.000 nay chưa giao được. Chị Hồng Nhung được 2 cái vậy chị Nhung ơi. Rồi 38 mình còn không? Rồi 38 ok giờ Phạm Hương là hết nè. Bao nhiêu áo? 35 ngàn. Rồi mấy chị ơi 40 nè. Có phải đẹp đẹp không à? Rồi 40 giờ em mấy chị nghe, lấy 40 chứ 40 em nè. 40 39 chị Dương Thầy. Rồi lấy 40 chứ 40 mọi người nha. 40 giùm em. Ok Thi Đơn Trần. Áo ra mặt hết trơn rồi. Rồi mấy chị ơi 41 giùm em nè. 41 là Sơn Thủy đẹp ha. Rồi chị nào lấy 41 chứ 41 mọi người nha. 65 cái lời vừa mấy chị 41. 40 chị Nguyễn Sáu. Ôi lỗi mấy chị đẹp ha. 42 42 giùm em mấy chị ơi, lấy 42 chứ 42. Ok chị Trần Nhật Minh. 41 chị Kim Diệu. Rồi đơn Hương mình nhận rồi, đơn của Hương mình nhận rồi nha. Chị nhận hồi nào mà em thấy ra đài để bưu điện là không giao được, có mới báo đơn chị ngày qua nữa. Rồi bốn mấy thôi, rồi 42 ngồi nghe lấy 42 mình. 42 42 chị Bích Thị Lê. 42 chị Bích Thị Lê nè. Rồi 40 hết rồi mấy chị ơi. Rồi 43. Ồ 43 đẹp quá mấy chị ơi. 43 giùm em, lấy 43 chút 43. Ai lấy 43 chút 43 mọi người nghe. 43 giùm em nè. Ôi ơi siêu đẹp mọi người nha. Rồi 40 hết phải không? Hết trơn rồi mọi người nghe. Rồi 43 chị Trần Dân nè. Bao nhiêu áo? 35 ngàn. 35 ngàn. Ai lấy 43 chút 43 mọi người nghe. 43 giùm em. 42 hết luôn rồi. Mà ăn gì ghê thiệt. 42 hết mọi người nha. Rồi 40 43 còn không? 43 chị Trần Thị. Rồi 44 mọi người nha. 44 giùm em mấy chị. 35 ngàn áo. 44 44 giùm em, lấy 44 chứ 44.
mình nhận hôm nay. Vậy hả? Rồi để chú kiểm tra tiếp 25.000 cho Phạm Hương ơi. Ủa chị Hương, nãy giờ đọc báo Linh Thi có đơn cái gì á? Chị Linh Thi hình như thấy có đơn nè. Rồi năm mua đổ lên, xong năm nó vừa mấy chị. Bốn bốn chị Vinh Lê chăm xuống hỏi đi chị. Ok, bác sĩ Lê nè. Rồi cái này mấy chị nghe chứ mã 45. 45 nè mấy chị gái nghe quá đẹp luôn. Đó, ok bác sĩ Lê. Rồi lấy 45, chút 45 mọi người nghe, có 35.000 áo thôi mấy chị ơi, mã 45. Ủa cái này đẹp quá. Cái màu hồng này quá đẹp luôn mọi người nghe, mọi người sang. Rồi ok chị Vinh Lê. Rồi dập ly lên liền. Em lên dập ly liền mọi người nghe. Rồi chị nào lấy bộ này trước lọc. Áo này comment mấy mua nè. 45. Này giống như là khác nè. 45 chị Nguyễn Sáu 45. Ôi bông này còn khác nữa mọi người nghe. 45 chị Nguyễn Thị, Dương Thị 45. Rồi 45 chị Thi Đơn Trần 45. 35.000 áo mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, ai lấy cái này comment mã 46 giùm em. Ok chị Kim Tho nghe. Chị Tranh Thủ nhận là bên em không xả đơn nha. Đó. Rồi mấy chị ơi, ai lấy comment 46 nè. Đó, chị Đấu Hoàng Thanh comment nhanh lên. Rồi lấy comment 46 mấy chị ơi, 46 đẹp quá ha. Rồi mấy chị ơi, 22 còn mấy cái nữa nè. Chị nào lấy comment mã 22 nha mấy chị ơi, 22 siêu đẹp nè. Rồi lấy số mọi người nghe. Chị giờ này chị ơi, bên em không có coi lại được nha cục chàng ơi, cứ kìa. Chị coi rồi nó chắc như đóng núi đơn hay sao kìa. 46 chị Thi Đơn Trần nè. Ok, Thi Đơn Trần có 46 nè. Vậy thông cảm đi chị, coi lại không được nè. 46 chị Trần Thị nè. Ok, 46 52 kg là bao đẹp luôn nè. Đây 46 chị Trần Thị nè. Rồi mấy chị ơi 22. Chị nào lấy 22 chứ 22, 22 chứ bự nha. Em hai 70 kg là vừa nè, lấy 22 rồi em hai. Vậy là em còn mã 22 với mã 3 là hết luôn phải không ơi? Ủa sao mã 3 là đẹp ghê mà ế vậy trời? Ủa này nó là 46 là 45 hả? 45. Ừ, rồi 46 là cái đầu cơ đó. Ừ, đúng rồi, 46 cái đầu cơ đó. Ừ, rồi 46 mới là chị Dương Thị ơi. Rồi em còn cái mã 3 và mã 22 nghe mấy chị nghe, rồi mình qua đồ bộ nghe chị ơi. Đó, uống miếng nước vô đồ bộ nè. Chị Trần Cúc hình như nãy giờ có mà. Đất lại nhỏ nhỏ trong đây, gọi 35.000. Áo 35.000 nha, bây giờ em còn mã 22 với mã 3. Hai đơn, hai lộn, hai áo rồi đi đơn nha chị Vinh Lê nha. 35.000, hai cái 70.000. Phí ship bao nhiêu? 25.000. Phí ship là 25.000 nha chị Vinh Lê nha. Nhận hàng được kiểm tra hàng mấy chị nha. Mà đa số khách em là ai cũng thấy là rất là vừa túi tiền vậy đó. Rồi ok chị qua lấy. Chị Trần Thị hả? Trần Thị hình như được 4-5 cái rồi chị Thị ơi. Rồi mấy chị ơi, kéo cái này lên cho Thi. Đó, kéo mà lên rồi hai cái này bán hết trơn luôn nè. Rồi mọi người nghe, chiều chị qua lấy phải không? Ok bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái mã là dập ly nha. Em lên một cái mã dập ly cho mấy chị nha. Ok không? Rồi hết áo khoác mọi người nha. Áo khoác em hết mọi người nghe. Mã 22 chị Hồng Trần cái nè. Hai chồng trận cái đó, áo khoác mọi người thấy like vậy chứ mấy trăm cái đó mọi người nghe, chứ không phải là ít đâu. Mấy trăm cái áo được mấy chị nha. 36 tới hai người chốt được mà. 46 chị Thi đang trần với lại chị Trần Thị á. Áo khoác ở nhà mặc im lắm chị. Cái này nè đủ rồi á. Rồi lên đồ bộ quá, lên đồ bộ là chứ muốn gì. Rồi mấy chị ơi dập ly. Dập ly lụa manh gòn 105.000 bộ nha. Đủ size. Bán này lên coi. Rồi lên dập ly nha mọi người nghe, lên dập ly. Áo khoác treo ở trên hả chị? 115.000. Áo khoác hồng ren bao nhiêu? Áo khoác hồng trên, không phải hồng nha, màu đỏ chị. Màu đỏ nghe chị ơi chứ không phải màu hồng. Đó, màu đỏ chứ không phải màu hồng nha. Rồi, đó. Chị, bữa nay tô hoa em không có tô hoa nghe. Bữa nay về có A Tư Mịn, dập ly, mango và áo khoác nghe chị ơi. Chứ không có tô hoa, bữa nay em không có lô tô hoa nha. Rồi, mọi người gắn lựa giùm em hai món ghi hàng nghe mấy chị ơi. Rồi, bỏ đăng mặt 105.000.
người nghe giá bao nhiêu? 105.000 mã 1. Mã 1 em nghe Ultimate nãy giờ em like 7 mã rồi đó nghe chị Bảo Khang nha. Chị Bảo Khang ơi, Ultimate nãy giờ em like 7 mã rồi chị. Đó. Rồi áo phát nói nhiêu ký mặt vừa hơn? Áo phát nó có size từ 50-65 cái lời vừa nghe chị Linh Thi nha. Rồi mấy chị ơi, size bự nè, 60 đổ lên, 65-67 lời vừa mã 2 giùm em nha. Dập ly. Màu đỏ số 2 nha. Chị Hồng Trần với áo phát màu đỏ số 2. Ok chị, 115.000. 115.000 nha chị yêu nha. Rồi chị yêu nào chốt cái này comment liền đó. Chị ơi mã 2 giùm em nè. Dập ly này là lụa mango cao cấp mà người nghe em bao mấy chị hàng đẹp nha. 105.000. Đó. 105.000 giùm em nè. Size bự nè, 60 đổ lên, 65-67 lại vừa mã 2 giùm em. Ok, dập ly mã 1 chị Văn Nguyễn nè. Trời ơi mấy chị. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại vừa mã 3 nè mấy chị. Mã 3 dập ly. Mango cao cấp mọi người nha. Đó, rồi comment mã đi chị Nguyên Nguyên Lam ơi. Rồi mã 1 không có 65kg nha. 65kg chốt mã khác giùm em nha. Đây mấy chị nghe nè. Em sẽ đọc từng bộ từng mã cho mấy chị nghe. Mọi người nhớ nghe rõ và comment đúng mã nha. Ừ. Đẹp quá, không lẽ mua nữa Dương ơi. Mua hồi hết à. Rồi ở đây chốt mọi người nha. Mã 3 chị Ngăn Cằn. Lấy chị áo khoác 70kg 3 cái 3 màu. Ok chị Nguyễn Hà, lấy chị em kiểm tra có anh đấy nha. Chị Quang Nguyễn ơi, chị nhiêu ký rồi chị Quang Nguyễn ơi. Rồi mã 2 chị Quỳnh Phối Phối nè. Comment mã nghe xuống ký comment mã mọi người nha. Rồi bay mướt nè. Đây mấy chị. 60 đổ lên nè, 65-67 lại vừa mấy chị yêu nghe chứ mã 4 giùm em nè. Ôi giời ơi đẹp quá luôn. Ờ dập ly mango phó luôn mọi người nha. Trời ơi cái quần nó đẹp dữ rồi Thi. Ôi giời ơi cái quần này mấy chị ơi, cái vải nó đẹp. Nó đẹp vung kinh luôn. Rồi. Ok chị Linh Thi, trời ơi mấy chị không lo nghe xuống ký em mấy chị, bởi vì khi nhân viên điện chút đơn giùm chị đó nè. À, xin lỗi, alo. Ok mã 1 chị Ngăn Cằn có mã 1 nè, mã 1 năng mạnh nè. Mã 1 cho chị Ngăn Cằn có mã 1 luôn. Mã 4 chị Thi Đơn Cằn nè. Mã 1 cái này bộ lận. Đó. Mã 1 nè, một bộ đơn mặt cái bộ này nè. Mã 4 chị Thi Đơn Cằn ok. Đó, nhầm chị bên em xin xuống ký mấy chị không to nữa. Trời ơi, chốt đi, tôi bạn đẹp. Hỏi chị nhiêu ký? 80. 83 ký. Trời ơi, chết em luôn. Chị Quang Nguyễn. Ơi cái mã 1 chốt chị Nguyễn Nhiên đi, cái chị Quang Nguyễn không có vừa. Chị Quang Nguyễn mới tới 65 ký mà có chọn mã 1. Ờ đúng rồi. À vậy là chị Ngăn Cằn lấy cái mã 1 chứ không có lấy mã 3 nha, đưa cái mã 3 qua cho chị nào để coi. À lấy mã 1 cho chị Ngăn Cằn nè. Rồi, mã 3, vậy là mã 3 chốt cho chị Xuyên Chương. Mã 1. Ok. Nguyễn là bỏ đúng không? Mã 1 cho Văn Nguyễn bỏ qua cho chị Ngăn Cằn với lại chị Nguyễn Duyên. Rồi giá bao nhiêu? 105.000. Cô sao lựa được có hai bộ hả chị? Từ từ mình lựa nữa hoặc là mình coi lại cũ lại chị. À, hôm qua quen đổi lại bộ đồ. Chị hả chị? Rồi chị nào chốt mọi người nghe 60 đổ lên nè. 65-67 lại vừa mới chơi chứ mã 5. Nghe số ký giùm em nha. Nghe số ký giùm em mới chơi. Em bán hả? Trời bán bây giờ sao nói chị. Vậy là bán em chốt bán nha. Bán rồi chốt lộn xộn phải không? Sỉ là chồng cảm mới đi hàng nha chị ơi yêu ơi. Có chống nắng UV không em? Có chị, 75.000. Rồi mã 5 cho chị Xuyên Chương nè. Đi mã vô. Alo. Mã 5 chị Xuyên Chương. Bán nhớ cọc càng mấy hàng nha chị ơi. Có số 1 không luôn để em coi. Có số 1 không riêng nha. Rồi mấy chị. Lâu lâu mới có dập đi xe bự nha. Rồi 60 đổ lên. Xong 5 xong phải lại vừa. Rồi mấy chị ơi mã 6. Ok chị Nguyễn Trang. Rồi lấy 6 chút 6 mọi người nghe mã 6 giùm em nè. Mã số 6 mấy chị ơi, 60 đổ lên, 65-67 lại giờ mã 6, 105.000 bộ nghe mã 6. Rồi mấy chị yêu nha. 60 đổ lên, 65-67 lại giờ mã 7 giùm em. Ôi giời ơi nó đẹp gì đâu luôn. Ôi ơi quá đẹp luôn. Rồi mấy chị mã 6 chị Thi Đơn Cằn, ok chị đẹp nè. Rồi lấy comment mấy chị gái nghe, có xe 1 không có. Rồi mã 7 giùm em, lấy 7
em lên coi nó có size 1 không. Rồi mã nào em hết rồi. 105 ngàn, 105 ngàn nha. Rồi 6 mua đổ lên 65, 67 lại vừa. Trời ơi bà, mà lại gơ cái này mới đâu rồi ta. Mã 7 chị đi lân trần ok. Rồi lấy comment mã 8 không đây. Đây mấy chị bán 190 ngàn rồi mấy chị nha. Tấn em còn có 105 ngàn cha ơi. Rồi 6 mua đổ lên 65, 67 lại vừa. Mã 8 105 ngàn bộ nha. Rồi lấy 8 chút 8 dùm em. Mã số 8 8 chị Kim Diệu. Rồi 6 mua đổ lên 65, 67 lại vừa mấy chị em nha. Mã 9 dùm em. Mango này em bao mấy chị luôn. Đẹp dữ lắm nha. Chứ không phải là mango thường nha mọi người nghe. Mango xịn á. Rồi 65, 67 lại vừa mấy chị gái nha. Mã 9 dùm em. Ai lấy 9 chút 9 mã 9. Rồi bên kia lấy gì nữa nha. Rồi bên đây hình như nãy có người chốt cái gì nè. 8 hết không? Hết 8 rồi. Rồi mấy chị ơi 50-60kg bằng đẹp mã 10. 50-60kg bằng đẹp mã 10. Người nghe lấy 10 comment 10. Chính chị Nguyễn Trang chính. Ôi ôi mấy chị đẹp không. Rồi 50-60kg bằng đẹp mã số 10. Bữa nay không có lên tơ hoa mọi người nghe. Bữa nay không lên tơ hoa nha. Bữa nay có ca tim bệnh thôi. Rồi mấy chị 65-67kg đẹp mọi người nghe. Chứ mã 11 giùm em. 105 ngàn mango cao cấp mọi người nghe. Cái này là mango xịn luôn mấy chị gái nha. Rồi 65-67 là đẹp mọi người nghe. Chứ mã 11 giùm em nè. 11 mấy chị gái nghe. 11 giùm em. Rồi 55-62kg bằng đẹp mã 12. Có quần dập ly không? Không có chị ơi. Bây giờ em có hàng quần dập ly nghe chị Dương Kim Tiền ơi. Rồi mã 10 chắc chị Quỳnh nhiều. Ok dù Quỳnh nhiều có mã 10. Rồi chị nào lấy bộ này trước mấy chị gái nha. 12 55 đổ lên nha. 62, 63 lại vừa mã 12. 12 chị Vinh Lê. Rồi mấy chị yêu nha. 55 đủ lên, 62, 63 lại đẹp mấy chị gái nha. Rồi cho mã 13 nè. Ôi ôi quá đẹp luôn mọi người nha. Mango siêu đẹp em. 11 còn không? Thấy đây là mấy chút chị chưa? Không, 11 chưa có ai. 11 chị Quang Nguyễn. Ủa chị mua cái gì Thảo Thảo? Ok dù Nguyễn Trang gửi luôn khỏi gọi. Cảm ơn chị yêu nè. Rồi lấy chốt mọi người nha. Ok cho Hằng Nguyễn nè. Rồi lấy bộ này comment 13. 13 dùm em. Ok Hằng Nguyễn có đơn. Rồi mấy chị gái nghe, 50-60kg bằng đẹp 10 nghe chứ mở 14. 50-60kg bằng đẹp 14 người nha. Ai lấy 14 chứ 14 giùm em. 14. Đó, quá đẹp luôn. 14, 105 ngàn nha. Lộ măng gồ mấy chị ơi đẹp lắm. 14 giùm em. Dập ly. Chị 70kg mà chị mua cho em. Chị 65kg mà chị thử vừa. Vậy là chị gọn người. Chị gọn người thêm chị thích tặng ôm cho chị Hồng Quỳnh nha. Rồi mấy chị 50-60kg bằng đẹp mọi người nha. Quá đẹp luôn. Rồi 13 chị Ngọc Quỳ. Rồi lấy màu này có màu 15. 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe. Chứ mã 15 mấy chị ơi. 15 dùm em. Đó, có 105 ngàn mã 15. Rồi 18 mới chơi.
18 giùm em. 18. 17 tháng rồi, nó dê 17 tháng rồi. Ôi ôi, mấy chị quá đẹp luôn. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa 19. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, con nè. Ủa, mang ngồi đẹp lắm mọi người nha. Rồi lấy 19 với 19 giùm em. Ok, em cảm ơn chị Thảo nha. Làm sao để em tranh lại nha. Là chị Thảo muốn chị Thảo bảo lời không đúng không? Ok, chị đẹp nè. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. 50-60kg bằng đẹp nè. 19 chị Long Lê. Rồi lấy bộ này của anh 20. 20 mấy chị ơi, 50-60kg bằng đẹp mảnh 20 giùm em nha. 16 hết rồi, 18, còn 18 mấy chị ơi. Còn 18, chị nào chốt không? 18 chị Quanh Nguyễn. Rồi 50-60kg bằng đẹp người nghe chứ mảnh 20 giùm em nè. 20 quá đẹp luôn mấy chị ơi. Ủa, cái này còn đẹp lắm mấy chị nha. Rồi 50-60kg bằng đẹp mấy chị ơi, chứ mảnh 21. Dạ 105.000 nha chị Ngọc Tiên ơi. Manh gồ siêu đẹp giùm em nè. Rồi 19 em hết rồi, chị Dinh Tinh Tiện ơi. Rồi 18 hết luôn. Rồi chứ mảnh 21. 50-60kg bằng đẹp 21. Rồi nè, như là cái này quần dập ly ấy vậy nè. Đây, quần dài không à chị ơi. Nè, quần dập ly này lửng nha. À vậy hả, chồng đầu trần bao nhiêu ký? Chồng đầu trần nhiêu ký hả? Em bản đồ số 3 nha chị. Ừ. Rồi mấy chị nè, dập ly nè. Rồi mấy chị 63 chứ lại vừa mã 22 nè. À, 63 lại vừa mã 22 quần dập ly nha. Đây mấy chị quần dập ly nè. Đây, quần dập ly giùm em nha, mã 22. 21 thì chị Kim Anh. 22 chị Kim Diệu. Rồi mấy chị ơi, cái này là size 3 nha. 55 62 chứ bằng đẹp cho em nè. Rồi 23 ok. Rồi 23. 55 62 chứ là đẹp mọi người nghe chứ mã 23 giùm em mấy chị yêu ơi. Lấy 23 comment 23. 54 ký hai chị. Ok. Rồi mua bộ có đi không? Rồi đi chị, bộ này trả lên cho đến 5.000 đi nha. Bộ 62 ngàn em không có đi nha. 62 ngàn mấy chị mua giùm em thêm cáo phát 35.000 thì em đi hàng nha mọi người nha. Rồi. Rồi đợi em xíu chị ơi. 60 đổ lên, 65 67 lại vừa nè. Ồ Bobby đẹp quá. 60 đổ lên, 65 67 lại vừa cho mã 24. 24 mọi người nha. Rồi, 22 hết 22 rồi. Hết 22 mấy chị nha. Rồi 60 đổ lên, 65 67 lại vừa nè. Rồi lên mẫu đồ gỗ 62 ngàn nữa đi. Rồi đợi em xíu mấy chị ơi, 60 đổ lên, 65 67 lại vừa nha. Rồi 25. 24 chị anh Quỳnh Quỳnh xinh đẹp. Ok chị đẹp gái nha. Ôi trời ơi, cái này đẹp gì đâu luôn mấy chị ơi, cái nè. Rồi 55 62 cái bằng đẹp người nha. Quá đẹp luôn. Rồi cái mã 26 giùm em, giờ này tới giờ thay bọc nè. 26 quá đẹp luôn mấy chị ơi, 55 62 cái bằng đẹp nha, mã 26. Rồi mấy chị nè, số 2 nè. 24 hết phải không? Rồi mua cái áo vú có bán không? Áo vú có đâu bán, 24 hết nha. Còn đồ beo rút ngực không? Dạ còn. Còn beo rút ngực còn đủ màu, đủ màu chị ơi. 26 chúc chị Hồ Anh A. 25 chị Tiết Mai. Rồi còn hai mấy các bạn? Rồi còn mã 23, mấy chị 23 đẹp ghê luôn, 23 chị Mạnh qua đây. Rồi mấy chị 50-60kg bằng đẹp giùm em mấy chị ha. Quá đẹp luôn. Nhiêu thôi. Rồi cho mã 27 nè. 50-60kg bằng đẹp 27. Trời ơi, cái 23 này đẹp cực kỳ luôn mấy chị, không bà nào lấy nè. Thích cho mình vậy. 23 này có bông sai cực kỳ, 55-62kg nha. Em bận thử cho mọi người coi thôi, chứ em bận rộng nè mọi người thấy không. Đó, cái hoa quá sang em bận rộng nha. 55-62kg đẹp mã 23. Ham nón sơ mi bắt hết trơn. Rồi mấy chị ơi, 62-63 là vừa mấy chị gái nha. Quần dập ly nè. Đây có đồ nè, bao nhiêu ký có sai nha. 105.000 chị Nguyễn Nhiên ơi. Rồi quần dập ly nè, chị nào thích dập ly chốt nè. Ok, 23 chị Hoa Biển Ngạn tủ này đẹp cực kỳ luôn bà. Đó, mã 23 siêu đẹp giùm em luôn. Rồi mã mấy thôi? 27. Rồi mấy chị ơi, 28 nha em nha. Cái bông dập ly nè. Đó, áo dập ly, quần dập ly mã 28. 62, 63 nó lại vừa nghe, 55 đủ lên. Chứ mã 28, 28 quần dập ly luôn. 27 bao nhiêu ký hả chị Quỳnh Nguyễn Quỳnh ơi. Đó, Quỳnh Quỳnh Quyền vậy nè. Rồi mấy chị mã 20 nè, siêu đẹp nè. Mã 20 siêu đẹp giùm em nè. 28 chị Lê Tiến ok.
Rồi 28 em hết nha. Rồi ok chị Long Lê. Bà giờ nhiêu ký ní? Dạ bây giờ hả, hiện tại là sắp xỉ 55 kg tròn nha, 54 kg đó. Rồi lấy bộ này chứ mã 54 này mới lộn, 20 cái gì nè, 20 mấy chị. Đa số là ống nhỏ nghe chị, chị gì nè, đa số ống nhỏ nha. Rồi cái quần dập ly luôn nè, đó 50-60 kg bằng đẹp nè. Hôm bữa chị mua hai bộ đẹp lắm, cảm ơn chị nè. Đó, hôm nay có hay bữa nào có đăng hình. Ừ. Rồi 20 đang mặc chân tiếp mai nè. Ok, chân tiếp mai có mã 20. Rồi này 29 phải không? 29 là cái quần dập ly luôn nha. Rồi 29 là quần dập ly luôn. Đó, ai lấy comment mã 29 nè. Ơ đưa chị kêu beo đủ màu qua đi. 29 quần dập ly luôn. Ôi mấy chị đẹp nè, này số nhỏ nè. Số 2 nha. 40 đổ lên 55-56 cái này vừa. Rồi, hai mấy rồi? 29 gì cà rốt. Rồi lấy comment 30. 40 đổ lên 55-56 cái vòng đẹp 30. Vậy hả? Trời ơi. Vậy bữa này nhỏ xíu hả? Em 53 kg dừa không? 53 kg là em mặn dừa, mặn dừa đó nghe chị Kim Tiền Nguyễn ơi. Rồi chị nào hỏi em beo nè. Rồi 29 em hết rồi. 29 hết rồi, 29 hai chốt rồi, 29 là con mẹ nào ạ? Sao mấy chị thấy đó vậy hả? Ok 30 gì Kim Thơ. Rồi ai hỏi em beo này mấy chị beo em còn nha. Có nghe chị ơi, có nè. Rồi ai ai hỏi beo. Chị nào hỏi beo. Rồi ok chặn tiếp 2. Rồi 60 đổ lên nè, 65-67 lại vừa mấy chị gái nha. Ok chị Kim Tiền nha. Bảm chị coi. Tại vì cái hàng đó em đi hàng sale á, hàng sale nó có giá rẻ nghe, chứ hàng nghiêm bây giờ cao lắm. Hàng nghiêm giờ 175.000 không chị Kim Tiền thôi. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại vừa. Rồi 31 nè, 31 xe bự nè, 31 xe bự giùm em nè. Rồi ok chị Kim Thơ. À, ăn chay một tháng xuống 10 kg ghê vậy. Rồi 55-62 cái đẹp người nha, cái mã 32. 55 đổ lên, 62-63 lại vừa 32. Ok chị Nguyễn Diệu. Ok chị Bùi Trọng Nhân. Rồi lấy 32, cầm 32 giùm em. Rồi mấy chị nghe, rồi em hết 31 rồi. Rồi mấy chị 60 đổ lên nè, 65-67 lại đẹp giùm em nè. Rồi chứ mã 33. Ôi ôi quá đẹp mọi người nghe, lấy 33, lên 33 giùm em nè. Lâu lâu mới có hàng nha. Rồi 33. Chị Nguyễn Thư gọi từ tối tới sáng có bắt máy, nghe máy không? Cảm ơn em chốt. Rồi 32 chị Tiêu Bắc. 32 chị Bắc nè. 33 chị Hoa Biển Hạn nè. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại vừa nè. Rồi 32 mình còn không? 32 còn. Ơi 32 chốt rồi. 32 hết rồi. Rồi bé 54 cái gì? Bé 54 tuổi 66 kg là cái gì? Chị bé gì mà 54 tuổi vậy hả? Rồi 33 đây có nào 33 hả? 33 là của chị Hoa Biển Hạn rồi. Ăn ra. Ồ đúng rồi, ăn vậy đẹp đó. Ừ. Rồi ok, 34 thì chị Hồ Anna nè. Này 34 nè. À, 33 em hết rồi nha. 34 hết luôn. Rồi mấy chị, 55 nổ lên nè, 62-63 lại vừa. Lấy bộ đăng mặt 60 kg ok chị Lê Yến nè. Bộ đăng mặt 60 kg chị Lê Đinh Yến nè. Bộ đăng mặt là beo quá nha. Rồi, ok chị Đinh Yến mới beo nha. Rồi 55 đủ lên, 62-63 lại vừa. Nhiêu rồi? Rồi cho mã 35. 35 giùm em. Chốt em đi, chốt em. Nghe máy không? Bên em gọi bà từ tối tới sáng rồi. Giờ gọi tới chừng nào nữa chị? Đó. Rồi 34 ngớt không? Ok chị Kim Thơ. Ok chị Anh Quỳnh Quỳnh. Rồi mấy chị gái nha, quá đẹp luôn. 55-62 kg bằng đẹp người nha. Rồi cho mã 36. 55-62 kg
62 cái bằng đẹp nha. Lên 53 cái ha, ok. Ôi dồi ôi, cái quần dập đi luôn nè mấy chị. Quá đẹp luôn, gọi nhiêu à? Rồi 38 50, 62 cái bằng đẹp 38 37 chị cần xích mai 37 em hết nha. Còn ba mấy? 36 chị Nhiều Quỳnh. Ok chị Nhiều Quỳnh nè. Rồi 60 đổ lên nha. 65 xong 7 lại vừa. Chị Lương tớ ha, chị đặt chị comment sau. Chị Liên tớ lên mình comment lẻ lẻ lên. Tại cái này là hàng em lẻ sai nha. Hàng em lẻ sai nè. Ok chị Tiết Mai. Rồi 60 đổ lên, 65 xong 7 lại vừa. Rồi 39 39 dùm em nha. 37 hết rồi chị Quyền ơi. Rồi chị nào mua tay nhỏ nè. Đây đó, 40 đổ lên, 55, 56 chứ lại vừa. Rồi cho em mã 40 40 dùm em. Rồi ok chị Kim Tho. Rồi lấy comment 40 mấy chị ơi. Lên dập ly có vuông đi. Ok chị Tiết Nhung. Rồi lấy bộ này chốt người nghe này nhiêu rồi. 40 phải không? 40 dùm em mấy chị ơi. 40 chị Đặng Loan. 105 ngàn hay chị Nhiều Quỳnh ơi. 105 ngàn. Rồi mấy chị 40 đổ lên nè. 55, 56 cái bằng đẹp mọi người nghe. Rồi 41 dùm em. Đó, quá đẹp mọi người nghe chứ mã 41. 40 đổ lên 55, 56 cái bằng đẹp mọi người nghe. 41 dùm em. Rồi đó, không cái này không có size 1 hay kêu nghe là size 2 đó chị. Size là nhỏ nhất cái lô này chị ơi. Đó, 41 chị Đặng Lơn. Rồi dập ly bông chân thông. Đây chị nè. Nè chị đây nè, để em bạn cái size 2 chị. Chị Đặng Lơn coi nghe, em thấy đâu có nhỏ đâu, ống nhỏ không à. Em đang ống nhỏ không nghe, mango nghe chị Tiết Mai nha. Nè chị yêu. Đây, đó, đây size 2 của nó là 55 đổ lại mấy chị nha. Rồi lấy comment mấy chị ơi, 42 nè. Đó là lấy 42 chứ 42 mọi người nghe, 42 giùm em. Đó. Rồi ok chị Kim Thơ. Mango không mấy chị ơi, mango không à. Đẹp lắm. Rồi mấy chị 55 62 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 43 nè. 55 62 cái bằng đẹp mấy chị gái nghe, comment mã 43 nha mấy chị. Ủa đẹp quá luôn. Mango thì đẹp nghe mấy chị gái nha. 55 62 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 43. 43 mấy chị ơi, 105 ngàn bộ thôi nha. 43. Rồi ok chị Kim Thơ nè. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Đó. Rồi 40 đổ lên mọi người nghe, 55 56 cái bằng đẹp nha mấy chị ơi. Rồi cho mã 44. 44 nha mấy chị gái nha. Đó, quá đẹp luôn mấy chị nha, dập ly siêu đẹp nha luôn nè. Rồi lấy 44 chút 44 mọi người nha. 40 đổ lên 55 56 cái bằng đẹp mọi người nha. 44 giùm em. Rồi ok chị Kim Tho luôn. Rồi ok Nguyễn Thư. Ok chị Lê Luân Tấn. Rồi mấy chị gái nha, 40 đổ lên 55 56 cái bằng đẹp cho em nè. Nhiêu thi? Rồi 45 mấy chị, 45 giùm em nè. 40 đổ lên 55 56 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 45 mấy chị gái nha. 45 giùm em. 45. Đó. Ok chị Trương Ngọc Mai. Ok chị Đặng Loan. Rồi ok Đặng Loan nha. Rồi mấy chị quá đẹp mùi ha, 55, 56 kéo lại vừa mấy chị gái nha. Rồi cho mã 46. Con giống bông khác nè. Rồi mấy chị 46 em nè. 46, con khác bông mà. Dạ ok, rồi giờ chị Trần Tuyết Mai có luôn. Vậy nói chung ha. Rồi Trần Tuyết Mai có nha. Ok Trần Tuyết Mai có nè. Sao nó còn trùng nữa không? Rồi để em coi còn trùng không nghe chị Binh Thu với chị Hồng Đào Trần nè. Để coi còn trùng không. Chị Kim Tị Nguyễn chị comment sao. Kim Tị Nguyễn comment sao nó không có nha. Rồi mấy chị đó, 45 đổ lên 55, 56 cái bằng đẹp nè. Chị Kim Anh hả? Kim Anh hình như là comment sao luôn rồi. Rồi tới mã mấy rồi? Rồi 47 mọi người nghe, 40 đổ lên 55, 56 cái bằng đẹp 47 giùm em. Chị Tiết Mai gì? Bấm theo chị Tiết Mai nha. Không ra hả? Ra mã 45 không ạ. Ừ. Rồi bi đó cho em, ok nè. Bộ bi đó cho chị Trần Tiết Mai. Rồi 45 em hết mọi người nghe. Rồi mấy chị 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa mấy chị gái nha. Rồi chứ mã 47 nè.
mai em đang mặc là 62.000 nha, không là anti mịn nha. Rồi 55 đổ lên, 62, 63 là vừa. Rồi cái mã 48 người cái gì 47 nha. Còn đó bốn mấy? Bốn làm má ơn. Vậy hả? Vậy là có 44 à, quan qua đây coi 44 nữa ai chốt à. 44 à, chị Trương Ngọc Mai rồi phải không? Rồi. Ok chị Kim Anh. Rồi, ok nè, 48 chị Long Lê nè. Ok chị Long Lê 48 nè. Cái bộ này của chị Trần Tuyết Mai nè. 47 em hết nha, 47 của chị Trần Tuyết Mai rồi. Rồi mấy chị ơi, 55, 62 chứ bằng đẹp mọi người nha. Rồi 49 dùm em nè. Rồi 55 đủ lên nha, 62, 63 lại vừa người nghe cho mã 49 dùm em. 49. Rồi bộ dây là cái gì chị? Bộ dây là cái gì? Có nghe Kim Anh có 44 nha, nó bị trùng. 49 cho chị Ngọc Trần, ở ngăn Trần. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp người nghe cho mã 50. 55, 62 cái bằng đẹp người nghe cho mã 50. Đa số quần ống nhỏ người nghe lụm anh gồm. Ở lấy bộ này còn anh 50. 50 dùm em. Rồi 60 đổ lên nè. 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa mấy chị ơi. À, nghe đọc tên đâu có mua đâu có. Chị em đâu có chối với chị đâu. Bộ đăng mặt là có chị Đinh Yến, chứ em đâu đọc Lê Yến đâu. Đinh Yến. Bộ đăng mặt chị Đinh Yến chốt sai 60kg. Trời ơi chị Lê Yến ơi, không khổ quá. Yên tâm, lỡ mà em có đọc lộn tên mọi người nghe cũng bấm đúng người. Lỡ mà em có đọc lộn tên cũng bấm đúng cái trang người mọi người nghe. Tại vì mỗi comment của mấy chị là khác nhau. Ví dụ như chị có comment mua là mới có đơn nghe chị Lê Yến này nè. 50 còn không? 50 chị Lương Tến. 49 cho chị Nhi Võ. Ờ 49 hết rồi. Sorry nghe 49 hết rồi. Chị ngăn chặn gửi luôn khỏi gọi ok. Không, bên xu không có. Bên xu không có mã 45 nha. Rồi mấy chị 60 đổ lên nè, 65, 67 lại vừa. Rồi 51 người nghe 51 nè. Đó 190.000 đẹp quá luôn. Ở trên đó nó để giá 190.000. À, nhận rồi. Nó gỡ bên hàng xóm. Ok chị cậu bà yên tâm đây. Rồi nè 60 đổ lên nè, 65, 67 lại vừa nè. Rồi 51 chị Kiều Phạm nè. Rồi lấy bộ này bên 52. 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa mã 52. 52 giùm em dập ly số bự nè chị Ly ơi. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa 53. Tụi bộ này đẹp quá. 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa mã 53 giùm em. Ở trên cái bill này nó bán 190.000 mấy chị ơi. Alex bộ này comment 53. 53 giùm em. Rồi ok chị Kim Tho. Chắc phải sợ tôi bấm ra ngoài luôn. Bộ tơ hoa cái gì vậy? Bà hỏi cái gì bộ tơ hoa gì vậy? Tơ hoa VL là cái gì? À, lấy chị hai bộ beo 64 với mấy xe tỏi ok. 53 ok chị Lê Tiến nè. Rồi 53 hết 53 rồi. Hết 23 mọi người nha. Rồi mấy chị 40 đổ lên, 55, 56 cái bằng đẹp mấy chị ơi. 54 54 giùm em nha, lấy 54 chút 54. 53 hết nha. Cậu tư hoa cổ vuông. Cậu tư hoa cổ vuông là gì nè? Tư hoa cổ vuông là gì em không biết nè. Hồi đầu lai giờ là không có bằng tư hoa nha. Cứ sách đời chéo còn mã này nghe chị Chí Thiện ơi, 95 nha. Bỏ mặt là quần dài. 54 chị Đặng Lon. 53 hết rồi. 53 em hết nha mấy chị. Rồi mã túi là mấy chị ơi 75, ơi mô hoạt 95 ngàn nha. Cái này 95 ngàn. Rồi beo em mặc nè mấy chị ơi. Em mặc là beo nâu nha. Beo nâu nè, beo xanh nè, beo đỏ đô nè, beo đậu nè, beo vàng. Rồi vậy nào lấy beo cầm em sai. Beo cầm em sai dùm em nha. Rồi 54 em hết rồi nghe chị Ngăn Trần ơi. Rồi beo cầm em màu mấy chị ơi. 45 đủ lên, 68kg đó lại có size mọi người nghe. Giá là 62.000 bộ, chắc là phun anti mịn nha. Rồi áo phát đỏ là 115.000 một áo chị ơi. Có size nha, áo phát đỏ 115.000. Rồi túi 95.000 chị Dương Chí Thiện nè. Chị Kiều Phạm đổi số nè. Ok chị Kiều Phạm nè. Đó chị Kiều Phạm có địa chỉ mà đổi số nha. Rồi lấy bộ này comment beo vàng kèm số ký. Beo nâu kèm số ký nè. Rồi beo đậu kèm số ký giùm em. Đó beo đậu kèm số ký. Lấy beo đậu, chút beo đậu mọi người nha. 45 tới 68 thứ là vừa beo đậu kèm số ký giùm em.
rồi, beo nâu 54kg. Chị Kim Tiền Nguyễn cho số điện thoại em. Chị Kim Tiền Nguyễn ơi, Kim Tiền Nguyễn lên số điện thoại luôn. Rồi ok, Nguyễn Thư lấy beo vàng số 3. Rồi mấy chị gột nghe, 50-60kg bằng đẹp giùm em nè. Nhiêu à? Rồi chứ mã 55. Mã 55. Ok, chị Lê Yến nè, beo xanh 58kg, chúc cho chị Nguyễn Nguyễn Nguyễn. Ok đây, chị cá mắt đỏ nè. Rồi ok, các thấy hướng thoại của chị Kim Tiền Nguyễn nè. Rồi 55-62kg bằng đẹp. Ồ, cái bộ này quá đẹp luôn mấy chị. Rồi chứ mã 56. Đó, 55-62kg bằng đẹp, mã 56 giùm em nha. Chị Linh Quỳnh ơi, 72kg là nhà mình chỉ có bằng là tơ hoa thôi nha chị yêu nha. Tơ hoa hoặc là sâu len là em có size 72kg nha. Đó. Rồi bấm thích trang nó dễ trang nha chị nha. Bữa nay em size xe bự cái mình lụm nha. Rồi mấy chị ơi, thả tim thả like em ơi ơi. Dập ly hả, để em lên liền. Ok chị Kim Tho. Rồi mấy chị ơi, áo khoác này em có size nha. Em có size từ 50-70kg bằng vừa. Cái màu đỏ này em còn đủ size nha. Đó, giá là 115.000 cái áo khoác nha. Nhận hàng mấy chị được kiểm tra hàng giùm em. Rồi lấy một bộ 54. Lấy gì ta? Ok, chị Dương Kim Tiền lấy một bộ 54 là cái gì vậy chị Nguyễn Phượng ơi? Rồi ok, Dương Kim Tiền rồi lấy áo khoác chốt size mọi người nha, 115.000 áo khoác giùm em. Ủa giật ly này em bao mấy chị luôn, hàng đẹp lắm. Rồi 55 nổ lên, 62, 63 là vừa mấy chị gái nha. Rồi trái mã 57 mấy chị ơi, 57 giùm em, 105.000 một bộ mấy chị nghe, giật ly đẹp lắm. Rồi là cái quần giật ly luôn nè chị Kim Tiền ơi. Đây chị, 55 nổ lên, 62, 63 là vừa. Rồi, như đây. Rồi 58 mọi người nha, 58 quần giật ly luôn, 105.000 một bộ nha. À, chị Như Thiển Trần ơi, hàng mà không vừa là mấy chị phải gói đem ra bưu điện gửi lại giùm em nha, mấy cục vàng nha. Đó, mấy chị phải gói đem ra bưu điện gửi giùm em mới được nha, mấy cục vàng nha. Ừ. Rồi em 53kg hà. Ok, 53kg là em chốt đơn 53kg cho chị nha. Ok, 57 chị Kim Tho. Rồi một bộ dập ly là 105.000, bộ mặt 62.000 nha mấy chị nha. Rồi có áo khoác 63kg không? Có nè chị ơi. Rồi bộ này xay nhỏ mọi người nha, 45 nổ lên, 55-56kg bằng đẹp nè. Rồi ok nè, chị Dương Kim Tiền 58 nè, 59 chị Trần Tuyết Mai, 59 con nè. Ok, 59 bằng Tuyết Mai. Áo khoác có nón phải không? Dạ đúng rồi. Áo khoác 70kg em có sai nha, cái này 70kg có sai mọi người nha. Áo khoác có nón 115.000, phí ship là 25.000 một đơn. Nhận hàng mới chịu được kiểm tra hàng, được bạn thử sức mặt sức mơ nha. Đó, mấy chị bạn thử sức mặt sức mơ một cái. Rồi ok chị Kim Tiền Nguyễn. Rồi 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa, 59 hết rồi. Rồi cho em mã 60. 55 thằng này có số 1 người ơi. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp người nha. Rồi 60 mấy chị ơi, mã 60 giùm em nè. Dập ly em có là số 2, số 3, số 4 mọi người nha. Cái dập ly này không có số 1 nha. Rồi Trang Dương cho số hỏi đi chị. Rồi 55 đủ lên nha, 62, 63 là vừa. Trời ơi, cái bông này quá đẹp luôn. Rồi mã 61 giùm em mấy chị ơi, quá đẹp luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi, lấy 61 giùm em, 61 người nha, 61 giùm em. Rồi 65kg khoan để em lên. Đây cây 65kg nè. Lên áo khoác hả chị? Ok đợi em xíu. Áo khoác màu đỏ 70kg chị Trang Dương. Ok chị đẹp nè. Rồi 60 đổ lên nè, 65, 67 lại vừa nè. Rồi chứ mã 62. 60 đổ lên, 65, 67 lại đẹp mọi người nghe. Chứ mã 62 quá đẹp mọi người nha. 61 chị Nguyễn Thị Hào. Rồi ok đợi em xíu. Ok chị Kim Tho, đợi em xíu nha chị nha. Rồi cái gì chị gì kiếm em bộ dập ly 55kg hả chị, lấy bộ nào? Rồi mấy chị ơi, quần dập ly luôn nè, 50-60kg bằng đẹp nè. Cái này mã 63 mấy chị, 63 giùm em. Rồi 62 cho chị Kiều Phạm. Rồi dập ly xuống nhỏ nè, 62 mới rồi, 40 đổ lên, 55kg đẹp mọi người nha. Đây xuống nhỏ nè, 40 đổ lên, 55 đổ lại vừa. Rồi cái mã 64 không đây, 64 nè chị ơi, nó 64 xe nhỏ là đẹp quá trời luôn, cái bi màu hồng 64 xe nhỏ nha. Trời ơi mà đẹp quá luôn, 105.000 nha chị Lan Rừng ơi. Ô chị Lan Rừng thì nhớ ai nè ta, nhớ chị gì nè Thi.
lâu lắm không thấy bả luôn trời. Kêu tên bả cho mấy vô coi. Rồi quần ống nhỏ nè. Ok, 63 chị Ben Su. 64 chị Trần Tuyết Mai.
À, cái quần mà dập ly là đa số là quần nó dặn như nó chính xác nha chị Vinh Xu nha. Rồi ai lấy quần này cho em biết chị bao nhiêu rồi. Rồi 76, 40 đổ lên 55-56 chứ mà đẹp người nha, 76 giùm em. Rồi 74 là cho chị Phương đổ nè. Ok, 75 là chị Kim Tho nè. 105 ngàn bộ nghe chị Mai Trần ơi. 76 chị Kim Tiên Nguyễn 76 nè. 76 con nào đây? 76 chị Trần Tiết Mai. Ok, Trần Tiết Mai có 76 luôn nè. Trần Tiết Mai có 76. Rồi 76, nói 76 nha. Nói 76. Ôi ôi, mấy chị này đẹp ghê luôn nè. Áo hai tờ, áo nó có hai lớp người nha. Rồi 40 đổ lên 55-56 cái phần đẹp người nha. Rồi chứ là 77. Tâm đây. Rồi 77 mọi người nha. 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp 77 giùm em mấy chị nha nè, tay hai tầng cổ vuông dữ luôn quá. Rồi lấy bên 77 giùm em. 77 mấy chị. Ôi trời ơi mấy chị siêu đẹp 77 luôn. Rồi 76 hết rồi, 76 hết nha mấy chị, qua 77 đi. 76 hết đi nghe chị Kim thôi. Rồi 77 mấy chị, 77 đẹp cực kỳ luôn. Đó, cái tay nó hai lớp mọi người nha, 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp 77. Ghê. Rồi bộ này mọi người nha, 55-62 cái bằng đẹp người nha. 55-62 cái bằng đẹp mấy chị, 78 mấy chị nha, lấy 78 chị 78 giùm em. 78 77 chị Ngô Kiều Phương Tân Phú bộ nè. 77 chị Nguyễn Thảo Thảo bộ nè. Rồi mấy chị ơi 77 còn nha. Ôi ôi đẹp ghê mấy chị. 55-62 cái mịn dừa mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi 79 phải không? 55 đổ lên 62-63 là đẹp người nghe chứ phải 79 giùm em. 79. Ôi ôi cái này đẹp quá luôn. Rồi 55-62 cái mà đẹp người nghe chứ phải 80. 80 giùm em. 79 chị Trần Tuyết Mai. Ồ cái này đẹp quá mấy chị. Rồi lấy comment mấy chị gái nghe. Cái mã 80 nè. 80 siêu đẹp luôn. Rồi 60 đổ lên 65-67 đẹp 10 nha. Chứ mã 81. 80 Trần Tuyết Mai. Rồi 79 em hết rồi. Rồi lấy comment 81 nha. 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị nha. Chứ mã 81 dùm em. 105 ngàn dập ly mấy chị ơi, dập ly hàng xịn đẹp ghê luôn. Wow đẹp ha. Rồi 55-62 cái bằng đẹp người nha. Rồi cái mã 82 nè. Ai lấy 82 chút 82 người nghe. 82 82 81 Trần Tuyết Mai. Có chị có 55 cái đẹp lên. Ok cái xúc này xong số bự không à. Rồi 60 đổ lên 65-67 lại vừa. Rồi cái mã 83. Quá đẹp bộ này luôn mấy chị. 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị nha. 83. Rồi 55-62 cái bằng đẹp người nghe. 84 lập thổi luôn. 55 đổ lên 62-63 lại vừa. 84 83 chị Hằng Nguyễn ok. Rồi 55 đổ lên 62-63 lại vừa mấy chị. 84 đây 55 đổ lại nè chị Thảo ơi. Đây 55 cái là đẹp nghe mấy chị nha. 45 đổ lên 84 chị Trần Tuyết Mai. Rồi này 85 mấy chị ơi. Ở 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 85. Ok chị Kim Ngân. Rồi mấy chị ơi số nhỏ nè. 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp người nghe. 86 86 số nhỏ người nghe lấy comment như thế này. 86 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp 86. 84 mới là chị Kim thôi. 85 là chị Kim Thảo Thảo. Rồi 55 đổ lên 62-63 lại vừa mấy chị nha. Cái mã 87 nè. 55 đổ lên nha, 62-63 lại vừa mấy chị gái nha. Cái mã 87 giùm em. 87 85 có số lớn không em? Để em coi cho chị. Rồi nè, 60 đổ lên nè, 65-67 lại vừa. Đó. 85 em hết rồi, có mấy này. Rồi mấy chị ơi, 88 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị ơi. 88. Ồ bán 210 ngàn bộ mấy chị. 210 ngàn bộ luôn. 87
này mạng nó chậm lại. 85 chị Nguyễn Tú. Ê, 85 hết rồi nha, sorry. 85 hết nha mọi người, nghe trời ơi, mạng nó chậm quá, nó chạy sơ sơ. Ừ. Ôi ôi, bộ cặp này quá đẹp luôn. Ủa, 55 đổ lên nha, 62, 63 lại vừa. Như đây. Rồi 89 này mấy chị ha, mango đẹp quá. Ủa, màu này đẹp quá ta. 55 đổ lên nha, 62, 63 lại vừa, 89. Chị Loan lên, cái này không vô trời. Chị Loan lên chứ ngồi chị nhận mấy bộ chụp đi, nó quá đẹp luôn. Ok, chị Kim Tho. Chị nhận 4 bộ cho nó trộn quá trời đẹp luôn Hương ơi. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa. Rồi 90. Ok, chị Long Lê. Rồi mấy chị, 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa nha. Chứ mà 90. 89 em hết nha chị Lữ gì nè. 89 em hết rồi nha chị ơi, 89 hết rồi. Rồi 90 giúp chị Hằng Nguyễn. Ok, Hằng Nguyễn có 90. Rồi mấy chị ơi, wow, cái màu xanh là đẹp rồi. 55, 62 tiếp bằng đẹp nha. Rồi 91. Ok. 55, 62 tiếp bằng đẹp, 91 tù, quá đẹp rồi. Cái màu xanh này quá đẹp luôn, nghe mango, nghe chị Đinh Thu nghe mango câu cắt đẹp luôn. Rồi cái mã 91. 91 giùm em. Rồi nguyên bộ áo dập ly, quần dập ly nè. 55, 62 cái bằng đẹp người nghe mấy chị nè, cái quần dập ly nè. Đó. Rồi, rồi 92 người nha. 55, 62 cái đẹp 92. 90 em hết rồi mấy chị ơi, ồ đẹp luôn. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa. 91 xe máy à? 91 xe máy. 91 xe bóng nè. 91 á là chị Thúy Nguyễn 63 cái được nè. Chị Kim Anh không có 91 xe 51 nha. Rồi ok, chị Thúy Nguyễn có mã 91 nè. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa. Rồi cái mã 93. 93 giùm em nè, đây con nhỏ nè. Trời có chỗ không hết chỗ ngồi luôn mà giờ này đi đâu trời, không dọn dẹp. Rồi 93 chị Ngọc Nhi. 92 chị Dương Kim Tì. Rồi 40 đổ lên nha. 55, 56 cái bằng đẹp nè. Rồi 94 giùm em. 40 đổ lên mọi người nha. 55, 56 cái bằng đẹp mấy chị ơi. 94. Đây số nhỏ nè mấy chị ơi. Rồi 50, 60 cái bằng đẹp người nha. Chứ mã 95. 94 mấy chị Nguyễn Tú 94 nè. Rồi 50, 60 cái bằng đẹp người nha. Chứ mã 95. 95 giùm em. 105 ngàn bộ lụa mango nha chị ơi, dập đi mango. Em thấy người ta like tới 120 ngàn quá chị nha. Em bán với chị có 105 ngàn mà vẫy đẹp hơn 120 ngàn luôn em bao mấy chị. Chắc chắn một điều là đẹp hơn 120 ngàn bộ nha. Thiệt. Rồi ok chị Kim Tho, 105 ngàn bộ nha chị Ứng Nguyễn ơi. Ờ, 91 hết chưa, không có sai đó chị. Và đừng có comment vậy. Đừng comment vậy nha chị Kim Anh, nó không phải như cái bộ không em mặc đâu mà có đủ size nha chị ơi. Ừ. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa người nghe chứ mã 96. 60 đổ lên mấy chị yêu nghe, 65, 67 là đẹp mấy chị ơi, chứ mã 96 giùm em. 96. 59 cái hình bản size 3 là đẹp luôn nghe chị Thanh Đông ơi. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa người nghe chứ mã 97. 97 mà người nghe 97 là gãy thái luôn nè. 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa 97. Ờ dạ không. Chị không có mã 94 nha chị Đặng Tho, chị Đặng Loan nha, chị comment sao chị Tú nha chị Loan ơi. Ống bình thường, đúng rồi chị, ống nhỏ nha. Rồi mấy chị. Mã bao giải đẹp luôn nha chị Mai Trần nha. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp nè. Quần dập đi luôn nè, quần dập đi ống nhỏ nè. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp rồi, cái này dính dơ luôn à. Rồi mấy chị ơi, cái quần này nó hơi bị dính dơ nha. Ờ cái này 105 ngàn phải không? Rồi mấy chị, dính dơ bán tặng mấy chị 75 ngàn. Là em hơn lỗ 20 ngàn bộ á. Lỗ 20 hay mấy ngàn nó cãi mẹ đi. Rồi lát mình dính dơ 75 ngàn. Đó, đem về mấy chị giặt giùm em nha. Đây mấy chị, này giặt cái ga nè. Đây mấy chị. Rồi dính dơ 75 ngàn. Mấy chị comment vô chữ dính dơ. Comment chữ dính dơ giùm em nha. Đó, đặng khi mà mấy chị nhận đơn á, là chính quá đơn nó có. Dạ chưa nghe chị Ngọc cái gì chị Trọng Nhân ơi. Comment chữ dính dơ để mà tại vì nhầm chị đó là Hương ơi. Bữa đó chị mua bộ đồ này sao mà nó bị dính dơ, cái mấy chị kêu em bù nữa là tụi em không chơi vậy nha mọi người, nghe mấy chị còn mấy chữ dính dơ vô. Ừ. Rồi ok nè chị Bùi Thanh Hải nè. À, cho em thêm hai chai son mũi với một nước cốt căng. Ok chị Kiều Phạm. Ok chị Kiều Phạm nha. Rồi mấy chị
ơi, 40 đổ lên, 55 chứ là đẹp dùm em nè. Nhiều thôi. Rồi cho mày 98. 40 đổ lên, 55 chứ là đẹp, 98 dùm em. Chị nào lấy 98 đi, 98. Ok, chị Bùi Thanh Hải có rồi. Cô mua gì đợt à. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên nè, 65, 67 phía là vừa nghe mấy chị ơi. Rồi 98 chị Lữ, Lữ Mỹ Kim cho số loại nè. 60 đổ lên, 65, 67 là vừa mấy chị ơi, chứ mãi 99. 99 dùm em nè. Rồi 55, 62, 63 chứ là vừa mấy chị nha, chứ mãi 100. 55 đổ lên, 62, 63 là vừa mọi người nghe, chứ mãi 100. 100 dùm em. Ok, chị Lữ Mỹ Kim chứ mãi 98 nè. Rồi chị nào chốt comment mã mọi người nha. Trời ơi, mỗi lần nó bán ba cái đồ sale này mấy chị nghe em lỗ mấy tiền ngàn tiền bạc ở đây, mấy ký tiền bạc luôn. Rồi 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa. Rồi cái mã 101. 101 thì nghe nha, lấy 101 chứ 101 mấy chị ơi. 55 đổ lên nha, 62, 63 lại vừa mấy chị chứ mã 101. Ồ ồ mấy chị đẹp ghê. Rồi 60 đổ lên nha, 65, 67 lại vừa, chứ mã 102. Rồi 60 đổ lên người nha, 65, 67 lại đẹp mấy chị ơi, chứ mã 102 dùm em. 102. Trời ơi, này đẹp ghê luôn nè, mấy chị nghe tao bán 190 ngàn. Rồi 55 đổ lên, 62, 63 lại vừa, 102 chị Ngọc Nhi. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, tạo nữa hả? Nữa hay mấy chị đã nói mọi người rồi. Có muốn xả đơn gì mọi người nhắn tin nửa đêm cho em. 11 nha, giờ đêm không biết đêm đó có ai mà 11 hay đêm điện em. Mọi người nhắn tin vô cho em đi mấy chị. Mọi người muốn xả cái gì mọi người nhắn tin Messenger nha. Mấy chị cứ xả trên live gì lần sau là gặp cái tên mọi người là em không đọc nữa nghe mọi người nha. 101 của chị Oanh Nguyễn. Là em nhớ tên mọi người mãi mãi nghe mấy chị bơm em không thù bằng thù cái này nha mọi người nghe thiệt. Mấy chị bơm em không bao giờ chữ mấy chị không dặn luôn, mấy chị bơm không bao giờ dặn ngay vô dặn bán hàng được mấy chị nghe bán hàng loại cho mấy chị. Mà mấy người mấy chị cứ sỏi đổi xả trên live hoài là sao không bao giờ mọi người có đơn thiệt. Nói chung là dặn người bán mọi người nghe, mấy chị thấy chỗ nào giải mấy chị có gì cho đó mua nghe. Trăm người bán, trăm người bán nha mọi người nghe, né em ra. Mọi người nhớ giùm em nha. Xả đơn chị Hiền Nguyễn. Nói nấy né em ra luôn nha mọi người nha. Đó. Chị em mình chuyến này là chia tay được rồi nghe chị Hiền ơi. Chúng ta hết duyên nợ rồi chị ơi. Nói chia tay rồi, chia tay đi nghe chị. Rồi mấy chị ơi, bộ đăng mặt 68 ký khó nghe. Rồi mấy chị nghe, 55, 62 ký bằng đẹp giùm em nè. Nhiêu rồi đây? Không mấy cái này là số mấy? 103. 55, 62 ký bằng đẹp 103 giùm em mấy chị ơi. À lấy 103 chứ 103 giùm em. Sao gặp cái này hoài không biết. Thiệt luôn. Mở hàng ổng linh bằng cái vụ mà xả đơn. Mấy chị không hiểu được cái vấn đề. Mấy chị không hiểu được cái vấn đề mà tụi em nói hết trơn mấy chị. Thiệt. Bởi vì khi mấy số khác mọi người nghe nó không có dặn được nha. Em là điện thoại trong tâm nãy giờ mọi người nghe. Mấy số khác nó đâu có điện thoại được đâu. Bởi nó giữ quan sát là gì. Bơm em không dặn mọi người nghe. Ngộ lắm. Bơm em không dặn. Mà mấy chị xả đơn trên live dặn ghê luôn. Thiệt. Em kiểu như mà bóp nát trái tim luôn. Là bà hàng xóm nữa hả? Ờ, quần dập ly size ít cho em lấy chứ. Có quần dập ly, không có quần dập ly chưa? Có là có. Rồi 55, 62 ký bằng đẹp người nha. Mã mấy đây? 104. Rồi 104, 55, 62 ký bằng đẹp 104. Âm thầm, điện thoại hoài không nghe máy. Chị ơi, mình điện thoại hoài không nghe máy đi nào chắc được. 103, gửi luôn, gửi gọi, cảm ơn chị Tư Vấn. Rồi mấy chị ơi, 55, 62 ký bằng đẹp 104 giùm em nha. 104. Ok, dựng em no. Buồn quá. Tiếp cái bên 15 ngàn. Mua 10 đơn, thử hết 11 đơn. 11 đơn trả lại hết hết 10 đơn. 11 đơn trả hết 11 đơn. Bởi vì mình cũng đâu có tham bán đâu. Không, em không có dặn chị nha. Em không có dặn mà cảm thấy hơi buồn thôi chị. Chứ đâu có dặn đâu chị Kim Nguyễn thôi. Em không có dặn thiệt. Nói em không có dặn mọi người nghe. Em hơi buồn thôi. Rồi, em hơi buồn. Rồi mấy chị gái nha. Chị Nguyễn Bích Loan nãy giờ có đơn gì đâu mà lên tơ hoa cho đủ đơn à. Vậy hả? Giờ
rồi, tới má mấy rồi, quên luôn rồi. Vậy chứ 3-4 ngày nên đợi em quên cái chạy vô mua nữa nha. Em không thà với lòng không bán nữa. Rồi 40 đổ lên 55-56 kg bằng đẹp. Chặn không được, vô chặn không được nè. Chặn không được, nó không có chạy comment nên tao chặn không được. Rồi 40 đổ lên 55-56 kg bằng đẹp mà mấy đây. 105 mới chơi 105 xe nhỏ nha. 40 đổ lên 55-56 kg bằng đẹp 105. Ok chị Ngọc Quyền. À dạ chị Trần Trang ơi, người ta bạn mất tiêu luôn rồi chị ơi. Bộ Vĩnh Nhơ có người chốt rồi chị gái nghe. Đợi chị hỏi là người ta lấy mất tiêu rồi. Chị Bùi Thanh Hải. Bộ Vĩnh Nhơ là chị Bùi Thanh Hải. Ok 105 chị Đặng Loan. Ok cảm ơn chị Phạm Hằng. Rồi mấy chị 60 đổ lên 65-67 lại vừa. 106 người ơi, 60 đổ lên 65-67 lại vừa. 106 106 người nha. À, lấy 106 chứ 106 giùm em. Xài XL cái cũng bị trang. Mấy cái bữa mà em like đó chị nó cũng bị trang vậy nghe. Bữa nay em không có mẫu mới nghe chị Bích Loan ơi. Bữa nay là tơ hoa em không có mẫu mới nên em mới không like đó chị. Bữa nay em like đâu mấy trăm bộ mà chị không mua được rồi giờ thấy nha. Ok nè chị Long Lê gỡ hàng luôn khỏi gọi. 106 thì chị VV. Ok chị VV. Rồi mấy chị ơi 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp người nha. Cái mã 107 mấy chị. 107 giùm em mấy chị ơi. 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp mấy chị ha. 107 107 giùm em. 106 em hết nha chị Ngọc Ngà ơi. 103 em hết luôn rồi phải không. 107 chị Lưỡi Cửu Mỹ Kim. Không chị ơi, cho khách mới mua thì chỉ like không có bán đâu chị. Rồi 55-62 cái bằng đẹp nha. 107 em hết. Rồi cho em mã 108 mọi người nha. 55-62 cái bằng đẹp 108 mấy chị ơi. Ý là tụi em gọi test lũ đích dịch luôn mà còn mấy chị còn không nghe nữa. Rồi tới shipper lấy gì mấy chị nghe. Rồi xong rồi mấy chị bơm em về còn tội em thêm nữa. Bây giờ chị muốn cọc cạc thì chị lộn chị muốn điện hơn hỏi gọi thì nhắn tin messenger cọc cạc giùm em đi. Cọc cạc giùm em nha. Rồi mấy chị gái nha. 108 giúp chị Bích Trâm. 107 hết thôi. Rồi mấy chị 60 đổ lên 65-67 lại vừa. Nhiều bay. Tao tức cái mệt nó không chạy comment cho tao chặn. Rồi mấy chị 60 đổ lên 65-67 là đẹp mấy chị ha. Chứ mã là 109. 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị ha. 109 108 mình hết không. Ok chốt. Rồi cái này là gì bay qua bên gò hả? Ôi dập đi tao đâu hết à. Rồi ok chị Tiết Nhung. Ok Tiết Nhung nè. Có quần ngố không? Quần ngố là quần không hay là gì chị? Rồi mấy chị ơi quá đẹp luôn. 50-60kg bằng đẹp người nha. 110 50-60kg bằng đẹp mấy chị yêu nha. Cái này mã 110 mấy chị. 50-60kg bằng đẹp mấy chị ơi. 110. Còn cây nào có bố không ba? Rồi 110 giùm em. Lấy 110 chứ 110 mấy chị. 110 giùm em. Rồi mấy chị 55-62-63 là đẹp mấy chị nha. Cái mã 111. 55 đủ lên mùa nghe. 62-63 là vừa mấy chị ơi. Chứ mã 111 giùm em. 111. Rồi 55-62-63 là vừa mấy chị ha. 112. 112 giùm em mấy chị ơi. Lấy 112 chứ 112. 55 đủ lên 62-63 là vừa mấy chị ơi. Chứ mã 112 giùm em. 110 chị Linh Thùy. Ok chị đẹp. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên 65-67 đẹp mấy chị ha. Rồi lấy bộ này chốt mấy chị ơi. Comment mã 99. 60 đổ lên mấy chị ơi, 65-67 là vừa mấy chị yêu nha. Cái mã 99. 99 giùm em. Quần dài nghe chị Thanh Đông ơi, quần dài chị. Rồi 60 đổ lên 65-67 đẹp mọi người nha. Rồi cái mã 88. 112 nghe chị Mai Trần. Trời ơi, hai mấy con quỷ điên. Có gì không ở cũng la nó hết hồn. Mấy bà nội làm như là cái gì mà sợ chuột. Trời ơi, con chuột mà có gì đâu mà sợ trời. Rồi mấy chị ơi, mã 99 cho chị Tiên Trần Huy Trần. Xem số mã đi chị Tiên Trần Huy Trần ơi. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên 65-67 lại vừa mấy chị gái nghe. Cái mã 88 mấy chị. 88
lý do nha. Đó. Giờ nó nghẹn đây lắm mấy chị. Dán niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chị tên Trần Huy Trần, tên Trần Huy Trần cho em xin hỏi. Rồi mấy chị 60 đổ lên, 65 67 lại dừng mấy chị nghe chứ mã 96. Ok, cảm ơn chị Diễm Hằng. Rồi mấy chị 60 đổ lên, 65 67 lại dừng mọi người nghe chứ mã 96. Mã 96 chị. Rồi 60 đổ lên, 65 67 lại dừng mấy chị nghe chứ mã 97. 97 mọi người nha. Ai lấy chứ mấy chị nghe 97 giùm em. 97 giùm em. Chỗ chị là phải gói hàng gửi bên bưu điện giùm em nghe chị tí cái gì nè, Thuận Như Thủy Trần ơi. Rồi 55 62 cái này, ủa cái này dập ly đẹp ha, dập ly màu xanh lá đẹp cực kỳ. Rồi chú em mới chơi mã 113 mọi người nghe, 113 mới chơi lấy 113 chứ 113 giùm em, 113. 113 giùm em. Giờ mình lên gì ta? Rồi bộ gấu xe nhỏ là gì ta? Ờ bộ gấu xe bự. Ờ phải để ý cái con gấu luôn ha, tôi còn không biết là con gấu. Ờ cái này đẹp quá ha, bộ đẹp ghê mấy chị ơi, bộ này quá đẹp luôn mà xe bự. Ok này 96 cho chị Đặng Pha Nam. Ừ vậy tao. Ủa đẹp nè, hai lá nghe, 40 đổ lên, 55 56 cái bằng đẹp em mấy chị ơi, nhiêu em? 114. Rồi mấy chị ơi, chứ mã 114 nè. À, chị Hồng Đầu Trần không biết nữa. Không biết nữa, để chịu em đúng like rồi bên em phân đơn ra rồi báo cho chị nghe cho Hồng Đầu Trần nha. Rồi Alex Minh mới chơi 114, bộ này đẹp quá mấy chị nghe, hai hai cánh tiên nè. 40 đổ lên, 55 56 cái đẹp nè. 114 chị Hảo luôn, bộ 114 nè. Cho em coi mẫu đăng mặt ha. Ok, mẫu đăng mặt là Phương A Tim Mịn nha chị GB ơi, 62 ngàn bộ chị. Bán giá rồi lên, bán giá lá màu đỏ cho mấy bạn ơi. Rồi đó chị, em chọn bộ đồ dập ly này nãy ai 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 ai. Rồi áo dập ly, quần dập ly mã 38 nè. Ủa có ai bỏ sót cái này không nè, 38 quần dập ly, áo dập ly. Quá đẹp luôn mọi người nha. Đó, siêu đẹp giùm em. Rồi, 50 đổ lên, 62 cái bằng đẹp người nghe chứ mã 38. 38 mấy chị ơi. Đó, dập ly siêu đẹp mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi, bộ em mặc mọi người nghe là chắc thun.